Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có những cái phần chính, phần thứ nhất đó là Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ view lại tất cả các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản ở trên thị trường mà chúng ta liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua Phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại một số các cái kịch bản phân tích trong tuần vừa qua và À, sau đó thì sẽ có một vài ý để chúng ta nhận định à, những cái góc nhìn à, có thể à, dự báo à, những cái phiên giao dịch tiếp theo của tuần à, đầu tiên của tháng 4. Như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc 3 tháng đầu tiên của năm 2022. À, nhìn chung thì trong quý 1 vừa qua thị trường của chúng ta khá là khó khăn. À, gần như chúng ta không có nhiều những cái thông tin vĩ mô tích cực và thêm vào đó thì chúng ta đón nhận những cái thông tin khá là tiêu cực, ví dụ như về dịch bệnh đúng không ạ? À, thứ hai là về những cái thông tin về chiến tranh à, thứ ba đấy là thông tin về lạm phát đúng không à, giá xăng dầu tăng rất là nhanh và à, chính điều này cũng đã tác động rất lớn lên cuộc sống hàng ngày của anh em chúng ta và à, cũng như nó tác động lên à, đến rất rất nhiều ở những cái hoạt động đầu tư à, về xây dựng rồi tất cả những cái hoạt động về giao thương vân vân và nó đã đẩy à, cái 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 chỉ số lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên rất là cao và à, gần đây nhất trong tuần vừa qua thì à, lại có thông tin liên quan à, đến à, việc à, bắt à, anh tôi đúng không? bắt anh tôi chính xác là như vậy và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng là thị trường của chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc à, khác nhau ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì có thể gọi là có thể coi là thị trường gần như rơi vào tuyệt vọng anh em nhà đầu tư thì rất là chán nản và chính vì vậy nên là uh, chiều ngày thứ hai thì hùng đã có một cái bản tin phụ, uh, bản tin ngắn, đấy là thị trường chung uh, uh, tạo đáy VN30 uh, phái sinh index ở vùng 1475 điểm và uh, tại cái bản tin đó thì hùng Lê đã đưa ra ở một cái góc nhìn rất là sâu. Về một số các cái doanh nghiệp mà bị bắt bớ Ví dụ như chúng ta nói đến mã cổ phiếu BIDV Chúng ta nói đến mã cổ phiếu ACB Liên quan đến vụ Bù Kiên của năm 2012 Rồi BIDV Hay là sau đó thì vụ Hà Văn Thắm Liên quan đến cổ phiếu OGC Và gần đây nhất thì cổ phiếu TDH à, Hình như thế đó và một số các cái mã cổ phiếu như vậy để chúng ta nhìn thấy được rằng là cái câu chuyện bắt bớ thì nó đã từng có ở trên thị trường và thông thường thì khi mà cái câu chuyện bắt bớ xảy ra thì các cái mã cổ phiếu của chúng ta nó sẽ xảy ra qua hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là phản ứng tiêu cực với thị trường với cổ phiếu bản thân cái cổ phiếu bị doanh nghiệp đó bị 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 bị, bị dính áp đó và sau cái giai đoạn đó thì Uh, cổ phiếu nó sẽ bắt đầu uh, có cái sự hồi phục và nó sẽ về lại đúng với cái bản chất của cổ phiếu vậy thì uh, khi mà chúng ta <laughs> đón nhận những cái thông tin về bắt bớ thì chúng ta cũng cứ bình tĩnh và để chúng ta có những cái hướng xử lý nó Uh, tốt hơn và nó tích cực hơn Và tại cái thời điểm đó uh, thì ông có đánh giá uh, Các cái kịch bản phân tích của VN30 Phái Sinh và uh, chỉ số VN Index Cùng với đó thì ông đã có khuyến nghị uh, Nhà đầu tư là chúng ta sẽ hạn chế bán lúc này Bởi vì uh, khả năng cao thì thị trường chung Sẽ tạo đáy ngắn hạn uh, Trong cái vùng ở khoảng vùng 1475 điểm Và sâu hơn thì có chỉ có vùng 1468 thôi Thì đấy là cái vùng nó gần rất gần đáy rồi Và chúng ta sẽ cầm nắm lại cổ phiếu và kể từ đó thì thị trường của chúng ta cũng đã bắt đầu hồi phục uh, nhúc nhắc đi lên và trong phiên kết tuần thì là một phiên mà uh, thị trường kéo trụ và um, nó kéo uh, tương đối là mạnh uh, và điểm số thì cũng tăng rất là tưng bừng. Phải nói là trong ngày 1 tháng 4 thì uh, cái điểm số của ngày hôm nay thì cũng cũng chắc chắn là nằm ngoài cái dự đoán của rất nhiều người bởi vì là phiên ngày hôm nay thì chủ yếu là tạo lập kéo trụ. Ok thì một vài cái ý chia sẻ như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ uh, đi vào cái nội dung chính. À, của bản tin của chúng ta ngày hôm nay <laughs> thì à, đối với VIX ở trong thời điểm hiện tại à, trong hai ba tuần vừa qua thì chúng ta đã có phân tích một cái vùng ở vùng 76 đến khoảng vùng 77 ở đây các anh chị à, ngắn hạn chúng ta có vùng cản 82 và sau đó thì có đề cập đến một cái khả năng là VIX sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 79-2 đến khoảng quanh vùng 80 và trong tuần thì VIX đã có một số các cái điểm đi ở quanh đây à, kết tuần thì nó đang cố gắng công lại vùng 82 cộng ở đây. Tuần tới thì khả năng cao là VIX sẽ đánh đánh break vùng 82 cộng để đi lên về khoảng vùng 86. Các tài khoản mà thường xuyên đánh các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì có thể tham gia ở trong nhịp này. Ờ Vinhome thì nhìn cũng có những cái yếu tố khá là tích cực rồi ở trong thời điểm hiện tại đúng anh chị. Sau khi nó tạo nền ở khoảng vùng chấm 3 đến khoảng vùng 74 và nó đang có một nhịp long nháp và sau cái nhịp long đó thì Vinhome cũng đang đi ở trong một dao động tắt dần ở khoảng quanh vùng 75.5 đến khoảng vùng 76 thì các cái tài khoản mà thường xuyên đánh Vinhome thì chúng ta có thể bắt ở quanh vùng hỗ trợ này ngắn hạn thì sẽ kỳ vọng đánh về vùng 78 đấy vùng 78 sẽ hướng lên vùng kháng cự 82 hai cổ phiếu VRE À, ngắn hạn thì cũng đã là tích cực rồi à, chúng ta liên tục nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở vùng 31 đến khoảng vùng 32 trong tuần vừa qua thì nó đã test ở quanh vùng 32.5 tương đối đẹp hai cây đến cái tuần như thế này là đẹp rồi ngắn hạn thì kỳ vọng sẽ đánh đến vùng 36 khỏe hơn thì sẽ đi lại về vùng 30 à, ngắn hạn sẽ đánh về vùng 35 và khỏe hơn sẽ là vùng 36 khoảng vùng 37 ở đây các anh chị chú ý để chúng ta có thể à, canh chốt những cái vùng kháng cự ngắn cổ phiếu Vinamilk, à, Vinamilk thì à, sau khi mà nó test mô hình nấm thì à, trong tuần vừa qua thì cái cây nến này à, ông sẽ phân tích sâu hơn một tí à, trong cái phân tích kỹ thuật thì sau một cái cây nến thủng nền tức là cây nến nó liền trước nó là nó rũ sạch ở cái vùng 75-76 và à, sau một cây nến đó thì chúng ta cần một cây nến đằng sau để xác nhận xem là à như vậy thì cái xu hướng của cổ phiếu nó à, tốt hay là nó xấu thì cái này là ông đã có nhắc rất nhiều ở trên bản tin tuần Uh, Vinamilk như thế này uh, sau một cây nến rũ và cây nến liền sau đó thì nó đã lấp lại được đó, Nó lấp lại được và nó lấy lại được cái biên 75 cộng và tiếp theo cây nến của phiên ngày giao dịch ngày thứ tư Thì uh, uh, nó chính thức nó thoát lên được cái vùng ở đây vùng 76 cộng <laughs> Hai phiên kết tuần thì Vinamilk đánh tương đối tốt uh, Với lực đánh hiện tại như thế này với lực đánh hiện tại như thế này thì có thể kỳ vọng uh, tuần tiếp theo Vinamilk sẽ À, sẽ 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 có thể đánh lên ở quanh vùng 84, hiện tại khá là đẹp. Ở cổ phiếu VDC, à, nhóm ngành cổ phiếu hàng không thì à, à, trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích một cái vùng 140 đến 141.5, đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn. À, có một cây nến phiên ngày hôm nay có 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 đạp xuống và sau đó rút chân lên thì về cơ bản ngắn hạn thì VDC vẫn có một cái vùng hỗ trợ này. Uh, kháng cự kháng cự gần của nó ở đây là khoảng quanh vùng 148 uh, cổ phiếu HVN uh, trong giai đoạn này chúng ta sẽ nói đến vùng kháng cự 26.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của HVN đây chúng ta đã có phân tích rồi vùng 24.7 đến vùng 25 trong tuần vừa qua thì chủ yếu là HVN đi ở trong cái biên tích lũy này và nếu như chúng ta uh, mua khéo gom khéo đúng không ạ thì chúng ta hoàn toàn có thể gom được quanh vùng 24.7 nếu như chúng ta uh, nắm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của của nó và thậm chí sâu hơn nó có thể trong tuần nó có thể có vùng 24.5 ngắn hạn thì lại kỳ vọng về đây thôi vùng 26 26.5 tức là HVN cũng đang đánh một cái hình xin đó và chúng ta sẽ uh, ngắm những cái kháng cự ngắn và hỗ trợ ngắn để chúng ta có thể ra vào cổ phiếu cho nó nhịp nhàng uh, cổ phiếu xúc đông kiên giang <laughs> trong tuần thì xúc đông kiên giang đã cán lại vùng target 26 trên thực tế thì cũng đang kỳ vọng về target của của xúc kiên giang nó phải cao hơn cơ Uh, đạt được 26 thì có thể hướng về vùng 29 đến 30 Tuy nhiên ba cây nến cái tuần như này thì nó lại đang đang gì các anh chị đang xấu rồi tức là bản thân khi nó phá vỡ vùng 23 này là nó vi phạm tín hiệu kỹ thuật đó các anh chị phải lưu ý là như vậy chúng ta cầm cổ phiếu thì chúng ta phải nắm được là khi nào thì cổ phiếu uh, vi phạm kỹ thuật vậy thì khi nó phá vùng 23 thì nó sẽ về đâu thì chắc chắn ngắn hạn tuần tới nó sẽ có ở khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 trong trường hợp vùng 22 22 bị phá vỡ tiếp thì đây rồi đó tức là nó lại về lại cái 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 nón cũ ở đây Chính là cái điểm ông có phân tích một cái bắt đầu Một cái điểm dự báo về Về khả năng phục hồi của Của giang Ở cổ phiếu TCT thì chúng ta phân tích cái điểm mua thì đã rất là xa ở trước này và trong thời điểm hiện tại thì Hùng chỉ có phân tích Một cái biên Đó là biên 41.5 đến 42 là biên hỗ trợ và biên <laughs> biên 46 ở đây là biên kháng cự thì tí nữa chúng ta sẽ uh, đi phân tích cổ phiếu MVDG thì các anh chị sẽ thấy được cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này, khả năng nó cũng giống MVDG <laughs> Thì uh, chạm vùng kháng cự 46 ở đây thì chúng ta có thể uh, canh để chúng ta chốt bớt, còn ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh vùng 4 uh, 1.542 thì chúng ta có thể canh gom thêm. Uh, TCT thì nó là phụ thuộc vào cái cái việc mà <laughs> mở cửa du lịch trở lại đối với Đà Nẵng VTD, uh, MVTD, MVTD này thì đang có vùng kháng cự 27 ở đây <laughs> và ngắn hạn thì chúng ta đang dự báo có hai vùng chỉnh cung kỹ thuật. Uh, vùng thứ nhất đó là khoảng quanh vùng 24 24.5. Các anh chị nhìn thấy đây là gần như trong hai tuần vừa qua thì nó đi uh, khá là sát cái biên hỗ trợ kỹ thuật này và biên thứ hai thì có thể uh, tính toán ở quanh vùng 22 nhưng hiện tại thì 22 chưa có chỉnh đến đây. <laughs> uh, nhìn về mặt uh, ý đồ kỹ thuật thì um, Uh, VTD trong tuần tới khả năng nó sẽ có cái biên ở khoảng biên 23 đến khoảng biên 24 tích lũy thêm và vùng này chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, Bản thân VTD thì cũng đã có phân tích uh, khá là sớm khi mà VTB đang ở cái vùng ở uh, Cái vùng phân tích Ở vùng giá khá là sâu như thế này quanh vùng 16, 16.5 Đó và là chúng ta đã đưa được cái target của nó lên vùng 27 Và gặp vùng 27 thì nó sẽ chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm Uh, họ cổ phiếu Mansan gồm có cổ phiếu MSN. M... <laughs> uh, đối với đối với MSN, các anh chị có thể uh, quan sát ở đây đó là chúng ta có tính toán vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 135 đến khoảng vùng 138. tám uh, ngắn hạn ở đây trong bản tin tuần chúng ta có đề cập đến vùng 142 thì ở cái vùng này chúng ta có thể canh gom. Vùng canh gom và nó sẽ có thể có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn ở đây. À, lên khoảng quanh vùng 155 đến khoảng quanh vùng 160 <laughs> Rồi à, chúng ta đi phân tích à, một số các cái mã ngành của nhóm ngành bảo hiểm anh chị nhé Thì à, nhóm ngành bảo hiểm ở thời điểm hiện tại là đang đánh khá là tốt và, và tâm điểm dòng tiền thì nó cũng đang tập trung ở à, các cái nhóm ngành này và trong đó thì chúng ta còn nói đến mã cổ phiếu BVH thì BVH là một trong những cái trụ mà được hùng phân tích rất là sớm. Ở trong nhịp này thì cũng đã phân tích một sóng lên. À, sóng lên đầu tiên chạm vùng 60 và sau đó có nhịp chỉnh cung lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 55 đến vùng 56 chúng ta có phân tích rồi. À, nhịp hai đánh lên 60 thì chúng ta phân tích điểm chỉnh cung ở quanh điểm 57.5 đến vùng 58. Và tất cả những cái dữ liệu đó thì các anh chị có thể xem lại ở trên các bản tin tuần đều có. À, tuần này thì BVH đánh tương đối là tốt, break vùng 60 rồi và nó đang hướng về được cái target 63 ở đây nhìn về lực đánh nhìn về lực đánh thì um, thứ nhất là dòng tiền đang kéo trụ thứ hai nữa là dòng tiền đang hút ở nhóm ngành uh, bảo hiểm chính vậy nên BH khả năng tuần tới chúng ta sẽ có dự, dự phóng cái target của nó lên uh, tiếp theo ở khoảng quanh vùng 66 đến khoảng vùng 66.5 về vùng này chúng ta sẽ đánh giá tiếp Mã cổ phiếu BMI cũng được uh, phân tích khuyến nghị đầu tư uh, liên quan đến uh, nhóm uh, bảo hiểm. <laughs> thì uh, sau một cây đến đẩy lên thì bên đã có một biên ở đây là biên 41.4 đến 42.4 các anh chị có thể nhìn thấy đây trong hai tuần vừa qua thì uh, nó tích lũy tương đối là đẹp và chúng ta nắn nót là chúng ta sẽ mua được cái diện chúng ta sẽ mua được quanh 41.5, 41.4 đến khoảng 41.5. ở trong nhịp này thì uh, sẽ hướng cái target lên khoảng vùng 46, 46.5 mà mạnh hơn thì có thể lên được vùng 48 nhưng nói chung lên được vùng 46 cộng là có thể canh chốt được rồi. Mã cổ phiếu MIG nó cũng là bảo hiểm, à, liên quan đến nhóm ngành bảo hiểm và cổ phiếu này thì cũng đã được khuyến nghị à, bắt à, hiện tại thì chúng ta không còn những cái điểm mua đẹp nữa đâu. À, ngắn hạn thì MIG sẽ hướng lên khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 29. Đó, đây là vùng kháng cự đây, vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ Uh, đánh giá thêm Muốn break được cái kháng cự này Thì chúng ta sẽ phải đánh giá thêm Cái lực đánh của dòng tiền Trong thực tế thì uh, Cũng có rất nhiều Có rất nhiều lần Sau khi mà nó chỉnh cũng xong Đúng không các anh chị đây này Thì uh, đây cũng là một cái tình huống Mà đánh break này Đó Vậy thì cái điểm đánh break này Nó phải thỏa mãn một số uh, Các cái yếu tố kỹ thuật Ví dụ như là các anh chị nhìn ở đây Dòng tiền nó đánh rất là mạnh Mạnh mẽ Đó Và sau một cái điểm đánh break xong Thì thông thường á, Là cổ phiếu nó sẽ À, quay trở lại, quay trở lại để nó test cung và đây là nó test lại cái điểm đó, à, nó 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 test lại cái điểm điểm, điểm gì đấy, điểm break xong. Đó, rồi chúng ta đánh giá cái điểm này ok ổn định rồi thì khi đó nó mới bắt đầu nó mới mở được một trang kỹ thuật gọi là chen gọi là chen điểm mua break nữa các anh chị. Đó. Vậy thì ở đây cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta sẽ chờ thêm và uh, các cái tín hiệu cung cầu ở đây, nó không ai có thể nói trước được là cổ phiếu này đi lên 34 35 đâu. nó nhưng đến cái thời điểm mà Uh, nó xây ở cái điểm 28 29 30 này thì chúng ta sẽ có thêm những cái dữ liệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá. <laughs> Rồi uh, PinG, uh, phiên ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời. PNG thì chính thức đã uh, công đỉnh, là công đỉnh các anh chị. Thì uh, đối với PNG cũng là một cái mã trụ được uh, phân tích thường xuyên ở trên uh, các bản tin tuần. Ờ, chúng ta trong bản tin tuần thì cũng có nói đến cái vùng 110 đến khoảng vùng 112. Đây là cái vùng kháng cự rất mạnh của PNG và trong phiên ngày hôm nay thì PNG đã đánh một cây nến khoảng 3,7 triệu cổ phiếu. Như vậy là một cái lực cầu rất là tốt. <laughs> ờ, trong ngắn hạn, trong ngắn hạn thì PNG uh, sau một cái điểm đánh mạnh như thế này thì PNG sẽ chỉnh cung. Uh, thông thường thì uh, đây là những yếu tố tạo lập các anh chị nhá. Đó các anh chị có thể nhìn thấy rằng sau những cây đánh rất là mạnh thì PNG xả uh, xả sạch đó đây cũng là một nhịp đây và nó rũ hết sạch luôn à, cũng có thể xem ở đây đây là một cái nhụp nhịp nhịp lên đây một cái cây nến lên rất là khỏe và sau đó thì hai cây nến liền sau nó rũ sạch rồi nó mới kéo tiếp nó hoặc là đây thế thì uh, như vậy thì cái câu chuyện là chúng ta không nên đua xanh là như vậy đó và chúng ta sẽ canh những cái nhịp trả cung và để đánh giá xem PNG có break được đỉnh và đi tiếp lên vùng 120 không thì tuần tới <laughs> chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 112 đến khoảng vùng 114 các anh chị MVWG đó thì um, ở lúc nãy em có phân tích mã cổ phiếu uh, um, TCT thì cũng có nói đến là nó khá là giống những cái đồ tạo lập của MVWG. Và bản thân MVWG thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng có vẽ một cái hình ở đây. Các anh chị đều hiểu đó là gì, đó là một cái vùng biên tích lũy. Và có nói rằng đó là cái vùng 128, vùng 130 đấy là vùng hỗ trợ ngắn và vùng kháng cự ở đây của nó là vùng 140. Đó, vùng kháng cự và ba lần 1 2 3 là đánh thất bại và đến lần thứ tư thì uh, uh, tạo lập bắt đầu dồn tiền đánh tạo lập bắt đầu dồn tiền đánh tương đối là tốt đó lực cầu đã bắt đầu đạt được khoảng tầm 4 đến 5 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là rất là cao uh, với lực đánh như này thì gần như chúng ta cũng sẽ khá là khó để mà chúng ta đua lệnh ở trên này đó, đua lệnh những cái phiên này là không nên ở trong tuần vừa qua nó có vùng 142, 145 thì vùng này gọi là vùng tạm gọi là mua được gọi là điểm mua break đó ở xu hướng hiện tại của MWG thì nó sẽ đánh với lực đánh này thì tương đối là mạnh và tuần tới thì khả năng nó sẽ hướng về target khoảng quanh 160 ở nhóm ngành bán lẻ thì có mã cổ phiếu pet cũng đang giao dịch rất là tốt rất là tốt pet đánh thế này cũng khá là tốt <laughs> sau khi mà nó break đỉnh này trong tuần vừa qua thì chính thức lần thứ hai nó công lại đỉnh của nó đây là vùng 58 đến khoảng vùng 60 và công đỉnh xong thì nó nó test này nó có ba cây test lại và cây cuối tuần thì nó đang lấp lại được những cái test này như vậy là khá là tích cực à, tuần tới thì có thể là pet sẽ hướng về target khoảng quanh vùng 68.5 mạnh hơn thì khoảng quanh vùng 75. À, Djiwur cũng là một cái mã cổ phiếu liên quan đến ngành bán lẻ và hiện tại thì nó đánh cũng đang tương đối tốt nhìn về mô hình này thì ở đây nó đang chạm vùng kháng cự rồi vùng kháng cự 140 đến khoảng vùng 150 và anh chị nhìn thấy là nó liên tục nó gọi có những cái phiên gọi là đan đan trẻ đan trẻ à, và những cái phiên đan trẻ này thì thông thường là sau những cái phiên đan trẻ này thì uh, tín hiệu kỹ thuật nó sẽ phát đi đó anh chị có thể nhìn thấy đây đó đây là những cái phiên đan trẻ này thì đây cũng như vậy vậy thì tuần tới những cái tài khoản mà chúng ta cầm đi đi thì chúng ta lưu ý vùng 140 trong trường hợp nếu như nó đánh được break được vùng 150 thì như vậy là cổ phiếu này sẽ bắt đầu mở một trang kỹ thuật mới ở trên này rất là khỏe luôn. Đó, còn trong trường hợp nếu thủng 140 thì nên chốt bởi vì khi thủng 140 á thì nó sẽ uh, quay trở lại vùng 106 110 thì về đến vùng này chúng ta canh gom lại thì như vậy là uh, sẽ hợp lý hơn về chiến thuật. Đó. duy <laughs> trong thời điểm hiện tại cũng là một cái mã cổ phiếu blue chip vừa và được sử dụng để tạo lập về mặt điểm số khá là 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 là, là, là mạnh. Thì uh, sau khi G uh, nó break được vùng 75 đến khoảng vùng 76 đấy các anh chị trong bản tin tuần thì chúng ta có nó rồi uh, Thì di cũng đã có những điểm test cung, đây là những cái nền test lại đấy các anh chị Và nó test lại ở khoảng quanh vùng 77.5, đó là vùng dự báo Và vùng này không thủng thì nó sẽ kéo lên vùng 82 Vùng 82 mà test ổn định thì nó sẽ lên vùng 86 Vùng 86 mà test ổn định thì nó sẽ nhịp này có thể lên được vùng 90 đến khoảng vùng 92 Và hiện tại lực đánh của ri đang tương đối tốt, các anh chị cầm thêm rồi, à, bây giờ thì cũng sẽ đi à, phân tích cho các anh chị một cái nhóm ngành tiếp theo cũng rất là quan trọng đó là nhóm ngành thép. Thì à, hiện tại thì cái hợp đồng tương lai thép đang tăng. À, tuy nhiên thì nhóm thép của chúng ta thì chưa thực sự là khởi sắc. À, do trong giai đoạn vừa qua thì thép cũng đã tăng tương đối là tốt rồi và nó cũng chạm phải những cái vùng kháng cự rất là mạnh. À, cụ thể đối với mã cổ phiếu HPG trong à, <laughs> trong nhịp mùng phân tích một sóng lên đây thì cũng có đề cập đến cái vùng 51.5 đến vùng 52 là cái vùng kháng cự uh, rất là mạnh của cổ phiếu hòa phát và các anh chị có thể nhìn ở đây khi uh, uh, không phải bây giờ chúng ta mới nói các anh chị nhá cái này là chúng ta nói ở uh, gọi là thì quá khứ trong quá khứ chúng ta nói rồi và bây giờ chúng ta view lại để chúng ta nhìn thôi đó và các anh chị muốn xem là trong quá khứ chúng ta đã nói gì về hòa phát thì chúng ta cứ xem lại các bản tiến tuần nó vẫn còn ở trên dòng thời gian của uh, kênh youtube thôi ờ uh, nó sẽ và nó sẽ tồn tại như vậy mãi mãi nó chứ cũng chúng ta cũng không có gì phải uh, phải phải ngại cả chúng ta có đúng có hết sai không ai đúng một phần trăm hết các anh chị đúng trăm phần trăm thì sẽ được gọi là thánh nhân bậc thánh nhân rồi còn uh, đây chỉ là những cái kinh nghiệm mà ông đã trải qua trong quá khứ sau đó thì ông tích lũy lại tích lũy xong thì ông làm các cái clip bản tin tuần đó để uh, mô phỏng lại và trao đổi lại cùng với anh chị em và nó có những cái hay Uh, có những cái tốt thì các anh chị có thể nhặt về để chúng ta dùng uh, mà cảm thấy ok cảm thấy vui vui thì về đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty chứng khoán vps đó uh, thì đối với hòa phát phiên ngày hôm nay là rất là may khi mà hòa phát đã giữ lại được giữ lại được cái vùng ở đây các anh chị này vùng bốn mươi năm đến khoảng vùng 46 <laughs> thì uh, trong cái thời gian vừa qua sau khi mà hòa phát đạt đỉnh ở đây thì nó chỉnh này và nó hồi này xong nó chỉnh này và cái nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp mà nó giữ được nói chung giữ được ở khoảng vùng 44.5 cộng là được còn nếu hòa phát mà bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở đây thì nó sẽ đi về vùng sâu hơn thôi đó là vùng 42 41 đến vùng 42 NKG thì cũng đã tăng rất là tốt và trong tuần vừa qua thì NKG cũng chính thức là đạt lại đỉnh cũ ở đây. Đấy các anh chị 52, nó về đến cái vùng này đừng có mua nữa Sao mà chúng ta vẫn cứ ham vui đúng không ạ Câu chuyện là như vậy Đấy Nhịp cũ đã đạt đỉnh rồi Đã đạt đỉnh ở quanh vùng 51, 52 rồi Xong đó nó chỉnh cung thì chúng ta có dò lại vùng hỗ trợ 44 đến vùng 45 Đó và có một lực bật Lực bật này thì lại đưa về đỉnh cũ Như vậy là về đến đây thì chốt thôi nó dính ba cái chốt phiên ngày hôm nay nó có phục hồi tuy nhiên cái lực phục hồi này thì cũng đánh giá rằng là nó chưa thực sự là khởi sắc đâu và có khả năng là sang tuần tới thì hòa Nam Kim sẽ có những cái điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng 46 và điểm sâu hơn à, chúng ta có thể tính toán ở vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở cổ phiếu Hoa Sen Hoa Sen thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì Hoa Sen đã quay trở lại cái mô hình test ở đây đó là quanh vùng 36.3 đến khoảng vùng 36.7 đây Ờ, nó bị rơi và đây là một cây nến gọi là cây nến vớt vát thì với cây nến này thì hiện tại là hoa sen chưa chưa thực sự xấu tuy nhiên nếu như sang tuần mà hoa sen bị mất vùng ba mươi năm thì đấy là một tín hiệu khá là xấu đối với hoa sen và trong trường hợp nếu như nó có một cái cây, cây nến đỏ đặc dài kéo thẳng xuống như thế này thì xu hướng là uh, hoa sen sẽ quay trở lại khoảng vùng ba mươi đến ba mươi năm tức là nó quay lại cái đáy cũ đây để nó kiểm tra lại cung cầu <laughs> Ở cổ phiếu H HMC, HMC thì đây vùng kháng cự 32 rồi và gần như cổ phiếu này cũng đã đạt được cái target 32 trên 32. Ở với cái target này thì anh chị em chúng ta nên chốt, có hàng gian chốt. Ở TLH trong ngắn hạn thì nó cũng đang quay lại vùng 19.3 đến vùng 19.8, đây là vùng test kỹ thuật thì chúng ta quan sát thêm. Ở cổ phiếu TVN trong phiên ngày hôm nay có một cái râu khá là dài và sau cái râu này thì sang tuần tới khả năng nó sẽ còn test cung kỹ thuật ở quanh vùng biên 15.5 đến biên 16. Ở trong trường hợp mà thủng biên uh, biên 15.5 thì nó khá là xấu, khá là xấu. Là thủng biên ở đây thì chắc chắn nó sẽ về hỗ trợ sâu thôi, về hỗ trợ 15 để tích lũy lại. Uh, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành P thì hiện tại ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là VKTI <laughs> Đây chúng ta sẽ nói thêm một chút về VKTI uh, Sau khi nó đạt đỉnh ở khoảng quanh vùng 126 thì nó chỉnh cung lần thứ nhất uh, Chúng ta có nói rồi đó là quanh vùng 94 đó là vùng hỗ trợ Bật lên quanh vùng uh, 115 thì nó bắt đầu nó lại chỉnh cung lần thứ hai. Và nhịp chỉnh cung này thì khả quan là nó lại quay về test lại cái đáy của nó đây đó là quanh vùng 94.5 thậm chí mà sâu hơn thì có thể tính toán là vùng 90 đến khoảng vùng 92 như vậy thì khi v chỉnh thì nhóm p nó cũng sẽ chỉnh cung kỹ thuật để nó tích lũy lại thêm à, do đó với cái tín hiệu giao dịch của p uh, của VKT như hiện tại thì uh, tuần tới khả năng là nhóm p cũng sẽ uh, chưa có nhiều các cái tín hiệu khởi sắc ít nhất là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba còn tất nhiên ví dụ trong tuần nếu như mà VKT phục hồi hoặc VFT tăng mạnh chẳng hạn thì khi đó thì chúng ta lại phải uh, xem xem là từ cái hỗ trợ đấy của nhóm p thì chúng ta có những cái phân tích gì nó còn hiện tại lồng phân tích dựa trên những cái tín hiệu uh, kỹ thuật kết tuần và chúng ta sẽ nói thêm ở những phiên giao dịch tiếp theo đó trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư <laughs> uh, hiện tại đối với gas đó, GAT thì chúng ta cũng đã phân tích được một cái target tương đối là mắc ở đây, đó là quanh vùng 120 đến khoảng, khoảng 125 và sau đó chỉnh cung. Ở nhịp 1, nhịp một chúng ta phân tích điểm 103, 105 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ở phiên ngày hôm nay gác có hồi, tuy nhiên điểm hồi này thì cũng đánh giá không thực sự là, là tích cực đâu. Khả năng ngắn hạn thì gap sẽ có những cái điểm trả cung lại lần hai quanh vùng 103, 105. Ở PLX <laughs> nó đã uh, hoàn thành một cái mô hình test nóng ở đây, tức là nó đã uh, chạm hỗ trợ kỹ thuật, sau đó nó tăng và ở bên này thì nó đang, uh, các anh chị có thể nhìn thấy đây, <laughs> nó đang giao dịch quanh vùng 55 uh, sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 54 và vùng 54 đến vùng 55 ở đây thì cũng là uh, cái hỗ trợ của Pelix thì có thể uh, tham gia, có thể tham gia bắt dần bắt dần một phần vị thế ở đây còn chúng ta vẫn phải phòng cái trường hợp nó sâu hơn đó là bên lấy hoàn toàn có thể có những cái vùng giá ở quanh vùng 52 nữa đó đây anh chị này đó sau nhịp chỉnh này thì nó vẫn có thể có vùng 52 nhưng mà tạm thời bây giờ chúng ta bắt ví dụ ta bắt 10 phần trăm ở quanh vùng 54 rồi quanh vùng 53 nếu có và quanh vùng 52 nếu có đấy chúng ta bắt giải giải như vậy và chúng ta có một cái phần vị thế và sau khi có vị thế rồi thì chúng ta chờ những cái phiên ví dụ đây, những cái phiên như thế này sẽ là những cái phiên mà chúng ta à gia tăng vị thế của phiếu PLX. <laughs> Cách đánh là như vậy, chúng ta cứ đánh từ từ. Thì à, đối với PVT nó cũng đã đạt đạt được một cái target à, tương đối tốt ở vùng 28 và ở đây thì nó cũng đã có những cái mô hình test à, test 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 nấm các anh chị và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, đó là vùng 25 đến vùng 25.3 thì trong các cái tuần gần đây thì nó đã tích lũy được ở vùng này. Uh, dự báo cái vùng uh, trong tuần cũ thì cũng có phân tích lên khoảng dự báo khoảng quanh vùng 27 nó sẽ chỉnh cung trở lại, tức là đây là một cái nhịp hồi T+ cộng <laughs> Về uh, ngắn hạn, về ngắn hạn thì pvt trong tuần tới chúng ta tiếp tục quan sát ở vùng 25, 25.3. ba uh, trong trường hợp mà vùng 25 bị thủng thì có khả năng là nó sẽ nhún xuống để nó test lại đây, tức là uh, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 24. bốn <laughs> uh, cổ phiếu PVS nó cũng có một cái mô hình nấm ở đây và là vùng hỗ trợ kỹ thuật của pPS đã phân tích rồi vùng 33 đến vùng 34 ở trong tuần vừa qua nó có một điểm hồi nhưng điểm hồi này thì bây giờ nó đã bị kết thúc bởi ba cây nến giảm như này là, là 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 tín hiệu tương đối xấu ở nhìn về ngắn hạn PBS ở trong tuần tới các anh chị sẽ quan sát ở quanh vùng 33 trong trường hợp nếu như PBS không thủng vùng 33 thì ok thủng vùng 33 <laughs> có một cây nến đỏ đặc ở đây thì hạ quan là PVS sẽ bị chỉnh cung về lại quanh vùng 28.5 đến khoảng vùng 29.3 uh, Cổ phiếu PVD, PVD ở đây các anh chị chúng ta cũng đã phân tích một cái mark target ở khoảng quanh vùng 38 Như vậy là cũng rất là tuyệt vời rồi Và cùng với thời điểm đó thì chúng ta cũng đã đưa ra được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 34.5 34 Trong 2 tuần giao dịch vừa qua Ờ, nhưng đến phiên kết tuần đó, trong tuần vừa qua thì nó đây các anh chị sau khi nó test cái nấm này thì nó có phục hồi này. Và cái điểm phục hồi này thì cũng dự báo được đạt được khoảng quanh vùng 36.5. Và ba cái nến này thì nó đang tương đối xấu. Với PVD thì nó xấu hơn PVS rồi, bởi vì PVD nó đang bị thỏng, tức là cây nến đỏ này chính thức là nó đánh mất vùng 34. Và tuần tới nếu như trong trường hợp mà nó lấy lại được vùng 34 cộng thì tạm ok nhưng nếu mà không lấy lại được thì xu hướng là PVD sẽ chỉnh cung và đi về lại vùng uh, 30 đến khoảng 30.5 ở đây tích lũy trở lại thì khi đó chúng ta mới đánh giá được một cái lực phục hồi của PVD. Xem PX nào PX như vậy là cũng hỏng rồi uh, sau khi mà nó đạt được cái target uh, chúng ta có phân tích ở đây quanh 14.5 đến vùng 15 thì nó uh, nó test mô hình nấm này và mô hình nấm này có điểm hỗ trợ kỹ thuật dưới là vùng 12.5 và Gần như thì phiên ngày hôm nay nó cũng cũng xác nhận rằng là PGS uh, PPS đã bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 12.5 ở đây Và với việc mất vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì đương nhiên Chắc chắn là PGS sẽ hướng về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây Quanh vùng 10.6 đến khoảng vùng 11 Ở cổ phiếu OI OI như vậy là OI sau khi mà là phân tích được chúng ta có đặt đặt được một cái target kỹ thuật quanh vùng 21 ở đây đó là vùng kháng cự và sau đó thì OI đã chỉnh cung à, Chỉnh cung xong thì uh, Chúng ta có phân tích lại Một cái vùng hỗ trợ 18 đến 18.4 của OI Nhưng với tín hiệu tuần Tức là OI đã phiên ngày thứ năm Thì OI đã chính thức bị mất cái vùng Vùng biên dưới ở đây là vùng 18 à, Sau đó cây nến này chính là cây nến xác nhận Để xác nhận rằng OI đã không lấy lại Được vùng 18 ở đây như vậy là khá là xấu à, Ngắn hạn thì chúng ta Tuần tới thì chúng ta sẽ uh, Uh, quan sát oi ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.5 nếu vùng này mà bị phá thì chắc chắn là nó sẽ xuống ở đây tức là khoảng quanh vùng uh, 14.7 đến khoảng vùng 15 đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh hơn đối với cổ phiếu oi ở trong giai đoạn hiện tại <laughs> povk nhìn về povk trong giai đoạn vừa qua uh, thì nó cũng đang đi ở trong một cái biên hình xin và cái biên hình xin này nó là một cái dao động tắt dần các anh chị có thể hiểu cái dao động tắt dần thì nó đơn giản thôi Ờ, nó chả có gì cả đó chúng ta cứ kẻ những cái đường like và chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu nó bị nhốt dần nhốt dần này, này. vậy thì sau một cái giai đoạn nhốt dần này thì POVK nó mới phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật ờ, và phát đi như thế nào ví dụ nó thủng biến 15.4 hoặc là nó có một cái nến đỏ như thế này à, thế là hỏng rồi đúng không các anh chị đó ví dụ thế ở ờ, những ngược lại ở sau cái cái, cái cái biên đi này và nó sẽ có 3 bốn phiên nó đánh khoảng tầm mỗi phiên 30 triệu một cây nến xanh sừng sững đi lên như này như vậy là lại tốt rồi như vậy là đây là sẽ là những cái thời điểm mà dồn lực vào mà mua đó, mua tật cật lực đó. chứ còn lại mà nó thẳng xuống thế này mà cứ bắt đáy là thôi quang tèo luôn ở cổ phiếu BSR cũng đã đưa cho anh chị một cái góc nhìn rất là tuyệt vời rồi vùng 29 đến khoảng vùng 30 các anh chị cứ xem lại các bản tin tuần cũ đi để chúng ta xem thử chúng ta nói gì BSR khi mà cổ phiếu này đang ở vùng 24 25 ở này thì chúng ta nói đến vùng 29 đến vùng 30 như nào và lên đến vùng này kháng cự rồi, chốt. Đấy. Còn nếu mà không chốt thì uh, mất lãi và nếu mà ai lên kháng cự rồi mà vẫn ham vui thì bị lỗ, uh, đơn giản chỉ nói có như vậy thôi. Thì uh, đối với BR đây trong thời điểm hiện tại uh, chúng ta đã nói đến vùng 25.5 vùng 26. Nhìn chung thì BSR đang test lại mô hình nấm ở đây ở đây hồi lên và quay trở lại. Và với việc quay trở lại này thì tuần tới thùng uh, thùng vùng 25.5 thì đánh giá thêm ở vùng 25. Trong trường hợp BR bị mất vùng 25 ở đây thì xấu, tức là bắt đầu đi vào một cái trang cái thuật chỉnh giảm. Ở đây về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 ở đây thì mới tích lũy trở lại được. À, như vậy thì uh, chúng ta nhìn về tổng quan của nhóm uh, P ở trong tuần mới uh, thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến nhóm thép thì cũng không có nhiều yếu tố đột biến. Và bây giờ thì sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp đầu tư công cũng như nhóm mà chúng ta review ở một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành sông Đà. thì cổ phiếu SDA. SDA trong thời điểm hiện tại, trong thời điểm hiện tại. Thì trong tuần SDA đã công cái vùng kháng cự 43 đây nhưng nó công chưa thành. Với việc công thành thì SE đã quay về chỉnh cung và việc chỉnh cung ở trong tuần mới thì cũng sẽ kỳ vọng khoảng quanh vùng 36.3 đến vùng 37.5. Lực cầu của cổ phiếu này thì vẫn đang tương đối là ok, tức là vẫn đạt được ở đâu đó khoảng gần 500 000 500 000 đến khoảng tầm 600 ngàn trên một phiên và với lực đi hiện tại của SDA thì cũng đang kỳ vọng là target có thể nâng target của vùng này lên khoảng vùng 50, 5x của của nhịp này. <laughs> lên được 50 tức là cổ phiếu này cũng đã tăng được coi như là 100 phần trăm nữa lên được 40 20 lên 40 là đã 100 phần trăm rồi lên được 50 thì hơn à, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng bởi vì trong một cái nhịp này thì SDA cũng đã đánh tương đối là tương đánh từ vùng 10 lên tận vùng 70 cơ đó thì cái nhịp này nó cũng đang hồi phục quay trở lại ở đây thì cũng kỳ vọng là không lên được 70 đâu nhưng ít nhất là cũng phải lên được khoảng vùng 50 56 ở đây như vậy là lên lên được cái tầm này là cũng là hạnh phúc lắm rồi Đúng không, anh chị đó cổ phiếu ss 9 thường vẫn đang theo và theo đuổi cái trang kỹ thuật của em này bởi vì cái con này nó đánh cũng đang khá là hay ở trong uh, giai đoạn ngắn hạn ở đây thì đây này 13 13.3 đó chúng ta ke uh, được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và vùng kháng cự của nó đây quanh 14.5 cổ phiếu ss 6 ss 6 cũng khá là hay và cũng được uh, theo dõi trong những cái thời gian vừa qua ngắn hạn ngắn hạn để chúng ta có vùng 8.8 đến vùng 9 kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ tích lũy hỗ trợ được vùng này và sẽ bật lên ở khoảng vùng 10 khỏe hơn thì có vùng 11 à, đối với SD6 thì các anh chị đừng có đua xanh nhé hỗ trợ thì mua <laughs> kháng cự thì bán đối với cổ phiếu SDT à, sau một nhịp chỉnh cung à, thì chúng ta có vò rào dò, dò là hai vùng hỗ trợ 8.4 và bây giờ sẽ là 8.7 À nhìn về tình huống kỹ thuật như thế này thì cũng khá là tốt. Cho một cái nhịp tích lũy và kỳ vọng nhịp này sẽ kéo về khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. À, cổ phiếu SCL vẫn đang trong một cái quá trình tích lũy. Và vẫn đang theo dõi những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này. À, ngắn hạn thì nó vẫn đang bị vướng cái vùng kháng cự 23 chưa thể vượt thoát được. Đó là vùng kháng cự mà nó đã công khoảng 3 lần, 1 2 3. Ờ à, song song với đó thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật của em này đó là vùng 20 20.5. 19.6 và thậm chí sâu hơn có thể vùng 18.5. trong điều kiện kỹ thuật ngắn hạn hiện tại thì chúng ta xem nào một cái trend line. Đó thì đây cũng nó cũng đang hội tụ những cái điểm 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 hội tụ kỹ thuật ở đây thì đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể canh túc tắc con dần. ở chúng ta điểm qua một số các cái mã ngành có liên dính dáng đến đầu tư công thì đối với cổ phiếu SCN trong 2 tuần vừa qua vùng 26 Biên 26.5, biên 27 Đó là biên hỗ trợ kỹ thuật Thì các anh chị thấy đây Đúng không ạ Nó đi ở khá là sát Cái biên hỗ trợ này để nó tích lũy Ngắn hạn thì chúng ta vẫn kỳ vọng Fcn có thể cám lại vùng target 30 à, Ta vét kỳ vọng Vcg thì vẫn còn điểm mua Nói chung là em này chưa chạy được <laughs> Khi mà lực cầu nó vẫn đang Lực cầu nó vẫn đang mong manh như này Lực cầu của con này nó phải đạt được khoảng tầm độ 11, 12 triệu Hoặc ít nhất phải tầm 10 triệu Thì khi đó mới chạy được ở biên 42, 42.5, biên 43, đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể túc tắc, chúng ta gom kháng cự ngắn ở vùng 45.3 đến 46. Đây là vùng kháng cự ngắn. Và break được cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ có target cao hơn một chút, đó là vùng 48.5 hoặc là vùng 52. <laughs> em, lcg, lcg trong giai đoạn vừa qua thì lực cầu nó cũng chưa thực sự là tích cực lắm. <laughs> Uh, nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 18.3 xong đó chúng ta có phân tích biên 18 8 19 3 trong ngắn hạn thì có biên 20.5 đến khoảng biên 21 ở đây. ở uh, Trong tuần vừa qua thì uh, nhóm này cũng chưa tăng được mạnh uh, một phần là do những cái thông tin liên quan đến họ cổ phiếu FLC chính vậy nên là uh, bất động sản xây lắp hạ tầng uh, đầu tư công nói chung nó cũng khá là dập dìu và khả năng sang tuần tới thì nó mới có những cái tín hiệu khởi sắc hơn tí nữa chúng ta phân tích họ flc thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá bởi vì ngày hôm nay thì họ flc đã quay trở lại cân bằng và cá biệt thì có một số các cái mã cổ phiếu đã tím cổ phiếu CNCO4, CNCO4 hướng đánh giá vẫn đang rất là đẹp này anh chị nhìn đến đây về mặt ý đồ về mặt thế trận là rất là đẹp sau khi mà nó break lên nó xây này con này nó đi chậm chậm và nó xây chắc lắm đó, thì nó xây như thế này khá là chắc này 238 đến 24 năm đó. Cái, kháng cự 26 này thì đương nhiên rồi kháng cự 26 thì gần ở đây rồi nhưng mà break được vùng 26 thì chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng 28 28 đến khoảng vùng 31 nói chung xe có 4 nhịp này có, có hoàn toàn có thể cán lên vùng 31 là là, là đạt ở một số các mã cổ phiếu khác SCR thì đối với đối mã cổ phiếu SCR trong nhịp cũ thì chúng ta có phân tích được đến vùng 24 chỉnh cung. vùng hỗ trợ 21.5 trong tuần bị phá. Tuy nhiên kết tuần thì nó lại lấp lại được, tức là cây nến liền sau nó xác nhận nó xác nhận một cái 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 tín hiệu kỹ thuật như thế này ta gọi là tích cực. Sau tuần tới thì các tài khoản mà chúng ta cầm đến đấy giờ chúng ta hoàn toàn có thể bắt bởi vì phiên ngày hôm nay kéo thì khả năng sang tuần nó sẽ trả đấy. nó sẽ trả ít nhất là khoảng quanh vùng 21, kiểu kiểu như vậy. Đó. Thì chúng ta bắt một ít ở quanh vùng hai nếu cũng có thể là có những nhiều mã cổ phiếu nó trả hết ở vùng 20.5, nhưng nói chung là quanh vùng 21 đến khoảng vùng 20.5 chúng ta bắt thêm và lên được vùng 23 24 thì đẩy bớt, tức là chúng ta có sẵn hàng rồi. Thì trong cái giai đoạn hiện tại là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải phải phải, phải dùng cái cách như vậy để chúng ta lướt hàng, chúng ta đảo vốn. Đảo giá vốn. Ở cổ phiếu G36 nhìn về mặt ý đồ thì vẫn đang ổn, nói chung quanh vùng 20.5, tuần tới thì có chỉnh thì cũng chỉnh về khoảng quanh vùng 10 19.3 thì đó. Nói chung loanh quanh ở vùng này rồi chúng ta sẽ kỳ vọng một cái lực long quay trở lại. À, nhìn về cái cách đánh của mã cổ phiếu G36 thì vẫn đang đang ổn. Tức là trang kỹ thuật vẫn đang ổn. Trừ khi mà nó 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 bị mất vùng 18.5 thì khi đó thì chúng ta mới Uh, mới đánh giá sang một trạng thái xấu còn nó vẫn ở trên 18.5 cộng thì vẫn là được À, uh, cổ phiếu C2, C2 thì bị cắt mặt zin uh, và trong ngắn hạn thì chúng ta nhìn ngắm C2 ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 29 đến khoảng vùng 30, vùng kháng cự ở đây đó là vùng 35. Cứ căn như thế để chúng ta đánh tạm thời như vậy. À, uh, cổ phiếu LDG <laughs> trong nhịp cũ này thì kỳ vọng lên được vùng 25 nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ mới cán được cái target vùng 22 cộng thôi và nó chỉnh cung à, đối với LDG thì cũng hoàn toàn là là tích cực khi mà phiên ngày hôm nay nó đã lấp lại được cái thân nến đỏ ngày hôm qua và điều quan trọng nhất đó là nó giữ được vùng 18 đến vùng 19 ở à, trên các độ kỹ thuật thì trong tuần tới nó nó hoàn toàn tương tự nhé tức là nó sẽ có thể quay trở lại trả cung đó, nếu mà trả sâu thì ở quanh vùng 19 mà trả không gọi là vừa vừa khỏe khỏe thì quanh vùng 19.5 đấy sẽ là những vùng mà các anh chị có thể mua và sau đó cổ phiếu hồi lên khoảng vùng 23 thì chúng ta sẽ canh chúng ta chốt bớt đi chúng ta đảo bớt đi đó cổ phiếu IDG IDG thì trong thời điểm ngắn hạn chúng ta cũng chưa thể xây được những cái target nó cao xa hơn và uh, vùng kháng cự chúng ta có nói đến đây là vùng 35 đúng các anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật 27 đến vùng 28 về đến hỗ trợ thì có thể canh mua về đến kháng cự thì có thể canh bán à, ngắn hạn IDG sang tuần tới nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 30 đến khoảng vùng 30.3 ở à, đây sẽ là những cái nền tảng tích lũy để em này công lại vùng 35 khỏe hơn thì kỳ vọng sáng sáng sủa hơn thì nó lên được khoảng vùng 40 <laughs> em hơi u4 vẫn đang tích lũy khá là đẹp nói chung hầu 4 thì cứ đây này vùng 20 nhặt thậm chí là trong phiên có thể đặt sâu hơn ở vùng 10 19 3 có khi là cũng sẽ khớp 19 5 nó 19 5 19 3 20 đấy là sẽ là những cái vùng mà có thể túc tác cóp nhặt và cái kháng cự của nó ở đây vùng 23 nhìn chung hầu 4 nó đang tích lũy khá là đẹp con này khi đánh thì nó đánh cũng rất là nhanh đó và cái nền tảng nó tích lũy ok hiện tại là vẫn đánh giá nó đang hầu bốn vẫn đang tích tích lũy khá là được ok ổn ở cổ phiếu ckg ckg ta nhìn nào ckg trong nhịp vừa rồi đánh cũng tương đối là đẹp suýt sát đạt được cái target ở đây là vùng 35 ở hiện tại nó đang chỉnh cung biên hỗ trợ ở đây 31.5 vùng 32 ở tuần tới sẽ tích lũy thêm và có thể có thêm có thêm vùng 31 đó, nó chỉnh cũng nhẹ nhàng đây tuần tới thì khả năng nhóm bất động sản sẽ quay trở lại thôi flc được giải cứu rồi đó thì không có lý do gì mà nhóm này lại không tăng cả còn chỉ sợ là nó ra những cái thông tin mới thôi thông tin xấu mới thôi chứ còn à, với tín hiệu kết tuần như này là 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 tạm ổn đối với nhóm ngành bất động sản sẽ lắp hạ tầng à, cổ phiếu cô thích công ctd à, một mã cổ phiếu tương đối hay và cái mã cổ à, má cổ phiếu này thì đã được cùng à, nói ở trong cái bản tin ngắn à, à, thông qua cái câu chuyện là bác dương ra đi thì cô tây công có chết không thì có thể khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại là cô tây công không có chết và cô tây công cũng đang hình thành một cái trang kỹ thuật và ông đánh giá rằng cái trang kỹ thuật này cũng đang có thể ngắm ngắm rằng một cái trang kỹ thuật khá là trung hạn khá là trung hạn trong trường hợp nếu như mà cô tây công mà vượt thoát được cái vùng 110 120 ở đây thì nó đi nó đi tương đối là thoát đó và công ty công thì các anh chị em có thể cầm cho năm nay đi đó, cầm cho năm nay theo quan điểm của mình như vậy và những cái điểm gom thì cũng đã có phân tích ngay ở cái bản tin ngắn rồi và sau đó thì cô tới công đã có một cái điểm uh, đây cái bản tin ngắn là khi đó thì cô tới công đang giao dịch ở khoảng quanh vùng 90 91 ở đây uh, thì phiên ngày thứ ba uh, là cô tới công đã đánh vượt lên và đang ke lại hai vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta có thể thu gom thêm đó là quanh vùng 95 hoặc là vùng 93 nhưng khả năng vùng 93 thì không có bởi vì nhìn cái cách đi này là đã có ba cái nền test rồi phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí lẽ là phiên ngày hôm nay mà nó đánh vượt thoát lên trên vùng trăm cộng thì được thôi nếu mà phiên ngày hôm nay mà không đạt thì kỳ vọng để sang phiên ngày thứ hai ở nhóm ngành xây lắp bất động sản hạ tầng nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực và chúng ta sẽ hướng đến cái target đầu tiên của cổ tích công đó là nó sẽ hướng về lại quanh vùng 110 ở 110 đến khoảng vùng 115, nó thoát được vùng 115 thì đẹp đó, thoát được vùng 115 thì nhịp này nó còn đi tiếp. đó Tạm thời là chúng ta sẽ đánh giá ở đây đó. Rồi à, bây giờ thì mình sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu banh, à, theo quan điểm kỹ thuật của ông Lê đó là mạnh và tuần tới sẽ là tuần của banh các anh chị lưu ý là như vậy các anh chị em nào mà đánh banh thì chúng ta sẽ lưu ý tuần tới sẽ là tuần của banh và nó các cái mã cổ phiếu của nhóm banh thì cũng đang có những cái tín hiệu xây uh, uh, nền rất đẹp và chỉ cần một cái lực cầu nữa thôi thì uh, khi mà nhóm banh chạy thì đầu tiên nó sẽ có thằng việt công banh cái thằng việt công banh này là cái thằng nó thường thường nó sẽ kéo đầu tiên các anh chị có thể nhìn ở đây đây này uh, thì uh, bắt đầu khoảng uh, đây là tháng mấy của ha ha tháng th tháng mấy đấy nhỉ đó, từ mùng 1 tháng 4 của năm 2022 à xin lỗi cả nhà đây là tháng mùng mùng 4 tháng 1 mùng 4 tháng 1 thì khi việc công banh nó kéo thì đầu tiên nó kéo con việc công banh trước sau đó thì các cái con banh tiếp theo nó sẽ bắt đầu nó chạy thì việc công banh ở đây nó nháp này hai phát nháp rồi và phát thứ ba đây Ờ, chúng ta có phân tích vùng 81 đến vùng 82. Những tài khoản mà hay đánh về công banh thì cái vùng này các anh chị có thể canh gom được rồi. Rất là ok. Ờ, mã cổ phiếu banh thứ hai đó là mã cổ phiếu uh, BIDV Bit. Ờ, thì đối với Bit sau khi mà đạt một cái target tương đối cao đây thì uh, vùng chỉnh cung thì vùng chỉnh cung thì đã có phân tích trong các bản tin tuần gần đây đó là vùng 40 đến 40.5. Nhịp long thứ nhất đây các anh chị này, nhịp long thứ nhất. Đây nhịp long thứ nhất chính là vùng này nó long lên thì sau khi nó long lên vùng này thì nó sẽ có hai hai cái nhịp trả cung một là quanh vùng 43 hai là quanh vùng 41.5 thì các anh chị nhìn ở đây tuần vừa rồi nó trả về quanh vùng 41.5 và sau đó nó long lại và kết tuần thì đang ở khoảng vùng 44.35 khá là đẹp và với tín hiệu này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng lực cầu thì nó bắt đầu bắt tốt hơn rồi. Con bit này nó chỉ đánh khoảng tầm độ 5 triệu thôi là có thể đánh xe được, đánh trần được. Đấy, và tuần tới uh, kỳ vọng là cái đà tăng này sẽ tiếp diễn và sẽ hướng cái vùng giá mục tiêu về vùng 47, vùng 48 BNB hiện tại rất ok. Mã cổ phiếu công thương, công thương cũng đẹp rồi, đó. Thì mọi người cứ bảo là cho em cái mã cổ phiếu nào nó đang nằm ở chân sóng anh thì biết như thế nào là chân sóng thì chúng ta chỉ có thể như thế này gọi là chân sóng thôi đúng không anh chị đây đó, ví dụ thôi đó chúng ta nhìn vào đây đó, về đây nó bật đó, rồi sang bên này đúng không đó, về đến đây nó bật thì tạm gọi đây chân sóng vậy thì chỗ này có phải chân sóng không không ai dám chắc được đâu anh chị nhé đó, không dám chắc được nhưng ở chúng ta ngắm ngắm như vậy để chúng ta là à như vậy đây là hỗ trợ rồi vùng ba một trăm năm ba hai nhặt rồi kháng cự đây đấy là kháng cự ba ba tức là công thương nó có vùng kháng cự ba ba này thì uh, tuần tới uh, chúng ta sẽ đánh nhà thêm cái khả năng break vượt thoát vùng 33 nhưng mà nhìn thế này là khả năng là đánh đấy. Nhìn thế này là nhóm nhóm này là đánh. Uh, công thương lực cầu nó đánh khoảng tầm độ 20 triệu. Đấy, nó phải đánh khoảng tầm 20 triệu và break mạnh mẽ vùng 33 thì chúng ta sẽ hướng cái target tiếp theo lên vùng 35. Đó, nhịp này khỏe khỏe thì lại có vùng đấy đỉnh cũ của nó đây, kháng cự đây, Đó, Tên đến vùng này lại chốt. Khả quan đấy. Công thương được, nhịp này mà tiền đã vào kéo trụ rồi thì <laughs> trụ chốt thì khả năng sẽ lan sang banh ờ, cổ phiếu tech nó thì tech cũng như vậy thôi đối với tech thì vùng phân tích khá là dài đó và gần như là chúng ta đều hiểu rằng là vùng hỗ trợ kỹ thuật của tech là vùng 48 và vùng kháng cự tech nếu không nhầm là vùng 54 tất cả các bản tin tuần đều có phân tích một cái ngưỡng này thì khi mà chúng ta nắm được như vậy rồi thì cho em xin chân sóng thì đây chân sóng đây đó vùng 48.5 vùng 49 cái này phân tích rồi và <laughs> bản thân ở trong tuần trước thì có nói đến cái cái mô hình test nấm ở đây này, các anh chị này đó, nó, nó nó nhô lên rồi nó sẽ gì ạ nó sẽ cục lại và nó cục lại thì cục về đâu đó, nó về lại cái hỗ trợ đây và đẹp rồi nhìn này là đẹp rồi nói chung là tết hôm nay được 9 triệu nhưng mà con tết này nó phải giao thì khoảng tầm độ 15 triệu thì nó mới phê được ngắn hạn thì sẽ có vùng 51 51 này khả năng nó sẽ rung lắc về đây lắc một mát lắc nhẹ nhẹ về quanh vùng 50 thì có kéo có cài gì thì thì thì, thì cải tiếp lên khoảng vùng 53 54 đây là vùng kháng cự lại canh mà chốt thế thôi có chứng khoán nó thế thôi HD banh HD banh đẹp chưa à không phải HD đó HD banh đó anh chị đây thì đối với HD banh mọi người cũng bảo như vậy thì chúng ta chỉ có phân tích cái gì ạ 26.4 đến vùng 27 thôi đấy là vùng hỗ trợ thì căng nhặt này lên vùng kháng cự 28.5 xong chỉnh cung đó, thì cũng chỉ biết là về khoảng vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 đấy là vùng canh mà nhặt thêm chứ có ai biết được đây là đáy đâu không ai biết được anh chị chúng ta chỉ có dò tìm những cái vùng giá mục tiêu như vậy và chúng ta sẽ căn cứ cái 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 việc mà chúng ta tỉ trọng chúng ta nắm để chúng ta gom thêm phiên ngày hôm nay đâm thủng 28.5 như vậy là đẹp rồi đó sẽ hướng lên khoảng vùng 30 đó, 30 thủng thì sẽ hướng lên khoảng vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 về đến vùng này thì chú ý đó, vì sao nó phải chú ý bởi vì đây này. Đó. Vì sao chúng ta phải chú ý đó thì có thể ở đây, đây sẽ là những cái đoạn chú ý. Đấy, lên ở đây này cũng bị chốt này. lên ở đây cũng bị chốt. Ví dụ như vậy đó. Rồi, uh, mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu uh, ACB. ACB hiện tại cũng đang uh, có những cái tín hiệu kỹ thuật đó. Vậy thì có ai dám chắc được là về đến đây cổ phiếu bật không? Không ai dám chắc được cả. Đó, nhưng uh, chúng ta sẽ nhìn nhận được một cái góc độ đó là gì? 32.5 đến 33 là hỗ trợ ngắn của ACB Vậy thì khi hỗ trợ ngắn rồi thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta nhặt một phần, đó, nhặt ít ít ở cái vùng hỗ trợ này, ví dụ 20% Giả sử chúng ta mua 1.000 cổ phiếu thì chúng ta chỉ nhặt 200 cổ phiếu ở vùng này thôi rồi cái okay. sau đó thì gì sau đó chúng ta ngắm nghĩa thêm đấy ba cái nến như này gọi là cái gì lính ngự lâm mà thế gì gì cái thuật ngữ trong phân tích kỹ thuật cái gì đấy cũng không có rõ, nhưng mà cứ hiểu rằng đến sau cao hơn đến trước như vậy là tốt rồi đó đây thì như thế này là khi mà ACB mà vượt thoát được khoảng vùng 33 đây chúng ta gom ít một nữa rồi cổ phiếu này phiên uh, phía nay tăng mạnh nhỉ đúng không ạ thì tuần tuần tới tuần tới nó sẽ nhả cung như vậy thì nó nhả về đâu nó nhả về quanh vùng 33 nó lại làm thêm nhát nữa như vậy là đủ hàng đủ hàng rồi thì lên đến khoảng vùng 35 này ở <laughs> vùng 35 này là chuẩn bị bắn này mà nếu mà không là bắn luôn chứ không phải chuẩn bị bắn bắn đến khoảng ba uh, 30 phần trăm kéo lên được khoảng vùng 36 bán tiếp 30 phần trăm nữa là 60 phần trăm thế còn lại là còn lại là 40 phần trăm nữa thì lên được 38 bán tiếp ví dụ thế có ai biết đỉnh cổ phiếu đâu đó và chúng ta căn những cái vùng kháng cự đây để chúng ta biết rằng à lên đến đó thì không nên mua nữa có hàng thì chúng ta cái chốt dần chốt dần chốt giải như vậy <laughs> à, rồi cổ phiếu STB STB hiện tại STB hiện tại thì đây STB hiện tại nếu mà không nhầm thì trong lịch sử cũ là chúng ta có phân tích vùng 30.5 và phân tích một cái nhịp sóng hồi <laughs> nhịp sóng hồi này thì cũng lên được đến 34 35 rồi Đây là vùng kháng cự và nó đổ này nó đổ cái thông tin đổ này là nó liên quan đến anh tôi này hiện tại thì vùng 31.5 vùng 32 đang là vùng tích lũy tốt khả năng tuần tới STB sẽ tích lũy được ở vùng này và mục tiêu lại công lại vùng 34 xa xa hơn thì vùng 35 ngắm như vậy đã uh, Liên Việt Postbank <laughs> em Liên Việt Postbank này đánh cũng rất là nhì nhàng ôm mà mà chơi vào những cái cây xanh xanh này này hoặc là chơi vào những cây xanh xanh này là vỡ 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 alo luôn đó nhưng mà chơi vào những cái cây dưới dưới này thì lại lại sống này đó lại sống như vậy thì trong ngắn hạn đó, chơi những cây 21 chấm bảy khoảng vùng 21.7 vùng 22 à, chơi những cây này là khả quan sống này Đó. chơi anh nào mà lên đến khoảng vùng 25 26 lên mà chơi những cây trên này là là xác suất đi rất là cao Đấy. Thế thì à, tuần tới chúng ta có vùng 21.5 và biên 21.7 thì biên 22 đây là những cái vùng mà à, chúng ta có thể chủ động gom và ngắn hạn thì chúng ta có vùng 23.5 vùng 24 đấy là cái target kỳ vọng đầu tiên của Liên Việt Postbank đó thì uh, tuần tới các anh chị uh, chúng ta sẽ lưu ý là uh, nhóm banh sẽ là nhóm mà chúng ta đang có những cái vị thế uh, Có những cái uh, <laughs> tín hiệu khá là ok, chúng ta tập trung thêm Rồi uh, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một số các cái mã ngành thủy sản các anh chị nhé Hiện tại cũng đang uh, rất là ok, cổ phiếu CMX Thì đến thời điểm này CMX đã đạt uh, target kỹ thuật 23 trên 23 Và đối với CMX thì nó cũng uh, Uh, CMX thì có thể nói là theo dòng thời gian nó cũng đã được phân tích rất là dài từ đâu đó tận tháng 1 cơ và đến bây giờ đã là tháng hết tháng 3 rồi. Đó, những cái nhóm ngành thủy sản chúng ta cũng đã đi uh, tương đối là dài, chúng ta không nói lại nữa. <laughs> thì uh, sau khi mà đạt 23 trên 23 thì CMX cũng đã có một cái nến, hai cái nến, hai cái nến, nến nó tự test cung ở trong phiên và thậm chí là những cái cây nến liền sau đó thì đây cũng đang là những cây có thể tạm coi là cổ phiếu này test break kháng cự thì uh, tuần tới uh, nhìn về mặt ý đồ thì CMX sẽ có những cái điểm test ở trên vùng 23 cộng tức là vùng này bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng để CMX có đi lên được vùng 24 và hướng về target vùng 27 hay không thì câu trả lời theo quan điểm của tôi cùng lên là khả năng nhịp này CMX sẽ đi tiếp sẽ đi tiếp nhìn cái cách đi nhìn cách đánh này là khả năng CMX đi tiếp nên là chúng ta đã cầm thêm <laughs> ANV hiện tại, đối với ANV hiện tại thì đây rồi là chúng ta có đánh giá vùng kháng cự 46 này 46, 44, 45, 46 đây là cái vùng kháng cự và chúng ta nhìn thấy trong tuần vừa qua thì ANV đã công về cái vùng kháng cự tuy nhiên là vùng kháng cự tương đối mạnh chính vậy nên là cổ phiếu chưa thể vượt thoát được thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ANV tuần tới thì có khả năng sẽ chỉnh về quanh vùng 42 sâu hơn thì có thể xác định, tập xác định là vùng 39, 55, vùng 40 Uh, ngắm hai vùng này để chúng ta định lượng xem là có hay không có hay không một cái xu hướng về mặt kỹ thuật là để cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 46 để đi về để đi về vùng 50 hay không thì nó phải đảm bảo được một là cùng lắm thì chỉ cho về đến đây thôi đó chứ mà còn nếu thủng đây thì thôi xong hết Đấy, có hàng thì cay mày chốt ví dụ thế cổ phiếu VHC ba mã cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành thủy sản vùng Lê theo dõi trong thời gian vừa qua. VHC trong tuần thì nó cũng đã đạt được một cái target kỹ thuật ở quanh vùng 95 như vậy rất là tuyệt vời rồi. Và nó có đi tiếp được hay không thì khả năng về cái về cái target kỹ thuật như thế này là đi tiếp. Vùng 92 đến vùng 94 nó đã tích lũy được 3 4 phiên và thậm chí là cả tuần nay nó tích lũy được ở ở cái vùng 92 cộng như thế này là rất là đẹp và kết tuần thì nó còn ngồi lại được lên trên vùng 95 cộng cơ, và ngắn hạn. Với một cái lực đi như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng VHC ở quanh vùng 105. Như vậy thì tuần tới cổ phiếu ngành thủy sản cũng tương đối tốt. Tiếp theo, nhóm ngành càng biển cũng sẽ là một nhóm ngành dự báo sẽ tăng tốt ở trong tuần tuần giao dịch tiếp theo và nó cũng là một cái nhóm ngành cổ phiếu có thể gọi là chiến lược của năm 2022 đấy là những cái gì mà khi mà chúng ta có những bản tin đầu tiên thì chúng ta có nhấn mạnh đến nhóm ngành cảng biển và vì sao lại như vậy bởi vì nhóm ngành cảng biển trong năm 2021 dịch bệnh như vậy phong tỏa như vậy mà nó đã tồn tại và nó đã vươn lên được vậy thì không có lý do gì của năm 2022 khi mà Uh, thị trường được mở rộng hơn khi mà tất cả hoạt động giao thương nó được tối ưu hơn thì như vậy nhóm ngành cảng biển nó sẽ được uh, có những cái 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 sự hưởng lợi ở uh, nhất định nào đó và có thể nó sẽ có thêm những cái tốc độ về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 thì đấy là những cái kỳ vọng. Và những cái kỳ vọng này thì chúng ta sẽ chờ thêm để chúng ta xem báo cáo quý 1 thì chúng ta sẽ so cùng kỳ của quý 1 năm 2022 với quý 1 của năm 2021 để chúng ta đánh giá thêm. Uh, đối với GMS uh, trong tuần thì chính thức là trọn vẹn là đạt được cái vùng target pháng cực 58 đây <laughs> và nó đang có bốn cái nến ba cái nến liền sau nó nó test lại. Thì những cái nhịp test công nghệ thuật này thì các anh chị lưu ý nó không thủng vùng 56.5. Đây nó như là một cái vùng đệm và nó như là một cái gọi gọi là mẫu chốt vấn đề đi. Ờ, như một cái chìa khóa để xác nhận rằng GMD có đánh tiếp lên được vùng 64 hay không thì vùng ít nhất là vùng 56.5 này phải được trụ vững. Ở nhìn trên à, những cái góc độ kỹ thuật ý đồ kỹ thuật thì hiện tại là Jimenez vẫn đang nằm ở một áp xem đang nằm ở xem và khả quan thì Jimenez có thể đánh tiếp ở trong tuần mới <laughs> ở cổ phiếu thứ hai của nhóm ngành cảng biển được phân tích khuyến nghị đầu tư đó là mã cổ phiếu VNA thì trong tuần VNA cũng đã chính thức đạt được 48 trên 48 và sau cái nến này đây cái nến break và cái cái nến này thì nó đang test cung và đây nó chỉ mới được một cây test thôi thì khả năng đối với VNA sang tuần tới nó sẽ có thêm những cây mà test về lại quanh vùng 48 đến vùng 50 như vậy thì vô hình dung bây giờ vùng 48 nó sẽ trở thành cái vùng à, vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của VNA không thủng vùng 48 thì nó sẽ hướng về target 55 và sau khi mà hoàn thành được cái vùng 55 thì trong nhịp này thì cũng đang 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 kỳ vọng một cái target nó cao hơn đó là khoảng vùng 65 của VNA VNA hiện tại đánh cũng đang rất là tương À, cổ phiếu thứ ba của nhóm ngành cảng biển mà được phân tích khuyến nghị đầu tư đó là mã cổ phiếu VOS VOS hiện tại trạc kỹ thuật cũng đang rất là ok và đối với VOS khả năng là có thể đánh dài được đánh dài được nhịp này tất nhiên là đánh dài hay không thì Hùng cần phải đánh giá thêm cái dữ liệu cái chạc kỹ thuật của nó sau khi mà nó về mặt ý đồ thì Hùng nghĩ như thế này đó. tức là nó sẽ kéo vượt thoát lên khoảng vùng 26 27 sau đó nhả cung ở đây này và nó nhà cung nó không thủng vùng 24. Đó thì khi đấy thì thì, thì, thì sát suất là VNA mở trên à, xin lỗi cả nhà, v, VOS mở trang kỹ thuật bên này rất là cao. Đó, và VOS thì hiện tại cũng vẫn đang theo. Còn à, trong tuần tới, à, nhìn về chạc kỹ thuật như này thì chúng ta sẽ có điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 22. hai à, xu hướng test à, cung kỹ thuật ở vùng này ổn định. Ừ, rồi, và sau đó thì chúng ta hướng lên cái target của VOS vẫn đang là vùng 25. Đó. Ở rồi, VOS nhìn thế này rồi Bởi vì sao? Bởi vì cái nhịp này này nó đi như này và trong quá trình nó đi thì những cái tài khoản nào mà nó chốt đã chốt hết rồi. Và trong cái quá trình này thì tạo lập họ sẽ gom, họ sẽ gom dần cổ phiếu. họ sẽ gom dần và đến bên này thì khi mà cổ phiếu vượt thoát lại được theo như quan điểm Với tôi cùng á thì khi mà cổ phiếu VOS mà bay được qua ai vùng 19.5 bay được vùng này tức là tức là nó sẽ bỏ lại đằng sau này quá khứ và bắt đầu từ vùng 19.5 này đây thì không có vẽ đây tức là bắt đầu từ vùng 19.5 này thì khả năng sẽ bắt một bắt đầu một cái chạc kỹ thuật mới từ đây và tất cả những cái lượng hàng mà họ đã gom được đây là những cái, những cái nhịp rũ rất là mạnh để tạo lập người ta sẽ gom được trọn vẹn cái lượng hàng mà người ta cần cần gom và sau khi đã đủ rồi thì bắt đầu từ 19.5 sẽ uh, xác nhận một cái một cái chạc kỹ thuật mới <laughs> rồi bán cổ phiếu thứ tư uh, liên quan đến nhóm này và cũng đã được uh, phân tích VSC thì uh, đối với VSC đó, vùng kháng cử 48 này chốt bớt đi đây này về đây chốt bớt đi trong tuần vừa qua nó cán 48 này cái chị, 48 cộng uh, chốt bớt đi rồi thì về đến đây vùng 44.7 đến vùng 45 để uh, canh thu gom lại ở quanh vùng uh, này rồi tuần tới khả năng là sẽ đánh về vùng 18. <laughs> Đang kỳ vọng nhịp này uh, VSC break vùng 18. Ờ uh, cái 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 tọa độ kỹ thuật về vùng kháng cự của nhịp này của VSC nó sẽ rơi vào tầm vùng 52 đến khoảng vùng 53. Đây anh chị. Đó. Theo 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 kỹ thuật mùng uh, tính toán uh, sơ sơ sẽ là như vậy, tức là nó nó trụ lại, nó tích lũy lại ổn định ở quanh vùng 4 uh, <laughs> 43 43.5 đến vùng 44 và khả năng cái vùng đấy thì sẽ không về được đâu Quay 41.5 Và càng biển thì tuần tới, uh, theo quan điểm mình là vẫn là một cái tuần giao dịch rất là tốt của nhóm này Ở uh, Chúng ta sẽ view sang nhóm ngành phân nặng một tí uh, xem hiện tại uh, đang đánh như thế nào uh, Thì đối với nhóm ngành phân nặng Cổ <laughs> phiếu BFC chính thức cũng đã đạt được một cái target rất là cao 48-48, đến -48. vùng đã có phân tích trong tuần cũ và có vẽ cái hình đây tức là khi chạm cái vùng này thì khả năng nó sẽ chỉnh cung lại về quanh 44 đó thì các anh chị có thể nhìn ở đây là nó đã chỉnh về vùng 44 như vậy đối với BFC trong ngắn hạn thì sẽ có biên 44 đến biên 48 đây sẽ là biên mà cổ phiếu sẽ sóc ở trong cái vùng này đó, để xác nhận các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo trong trường hợp nếu như nó break được vùng 48 thì nó sẽ đi lên vùng 55 vẫn còn target của BFC trong cái vùng kỹ thuật này còn nếu như tức là ý ý ông muốn nói ở đây đó là gì à, không thủng vùng 44 thì cứ cầm đó, còn nếu mà thủng vùng 44 thì chúng ta nên chốt bởi vì khi thủng vùng 4, nó thủng thì khả năng là nó sẽ hình thành một cái vai này đây là cái đầu này thì nó sẽ nó sẽ sang cái vai ở bên này bởi vì khi thủng cái vùng này thì khả năng nó sẽ hình thành cái vai ở bên này và sau khi nó hình thành cái vai bên này xong á vai bên này xong thì khi đó nó mới tính toán thêm được các cái yếu tố kỹ thuật tiếp theo đạm cà mau, <laughs> đạm cà mau thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó có kháng cự vùng 47.5 này chúng ta đã có nói rồi. Ờ, mặc dù uh, trong phiên ngày hôm nay thì đạm cà mau có hồi, tuy nhiên lực hồi này thì đánh giá cũng chưa thực sự là tích cực và nó sẽ phải xây lại cái 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 vai ở bên này, đó để chúng ta xem là vai thuận hay là vai nghịch. đó, thì để xem vai thuận hay vai nghịch thì trong tuần tới khả năng sẽ có vùng 40 đến 41.3 sẽ test tích lũy trở lại, quay trở lại đây phân tích thêm cổ phiếu lát nó liên quan đến nhóm ngành hóa chất cũng như phân 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 bón lâm thao Tức thằng này thì nó cũng có phân bón nó cũng có hóa chất super phốt phát lâm thao thì ở đây đối với lát nó cũng đã có một cái điểm đây gọi các anh chị đây gọi là điểm test 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 cung này Đó test nấm này và hiện tại thì lát đang đi giao dịch tương đối chặt ở quanh vùng 20 ngắn hạn thì có thể đây là vai này đầu này đây nó cũng đang hình thành một cái vai nhưng khả năng cái vai ở bên này thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 18 18.6 thì nó hợp lý hơn. Ở CSV trong tuần chúng ta có nói đến một cái kháng cự rất mạnh của nó ở đây nó là quanh vùng 70 thì nó cũng đã đi xích sát lên được và sau đó nó chỉnh cung thì nó chỉnh như thế này ở chỉnh như thế này thì cái, cái 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 nón này là chúng ta vẽ rồi tức là khoảng quanh vùng 60 đến bao nhiêu này 60 đến khoảng vùng 62 đây sẽ là vùng test cung tích lũy trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này không bị thủng cái vùng này, vùng 60 đến vùng 62 đây thì nó sẽ rất là ok. Để có thể là công tiếp lại vùng 70 nhưng trong trường hợp thủng cái vùng này thì chúng ta nên chốt bớt bởi vì khi thủng vùng này thì khả quan cao là nó sẽ đi về lại vùng 52 đến vùng 53.5 chính là cái vùng chính công kỹ thuật mà ông đã có phân tích ở bên này. À, thời gian có còn được không nhỉ? Thời gian vẫn đang còn đúng không? thời gian vẫn đang còn chúng ta sẽ ở trong cái nhóm cổ phiếu ngành nhựa ở chúng ta sẽ đi phân tích một số cái mã cổ phiếu nhóm ngành nhựa các anh chị nhé các anh chị cũng đang hình như cũng đang quan tâm đến mã những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành này thì đối với APH trong cái thời gian vừa qua nói chung là APH cũng đã bị rơi tương đối là dài một nhịp rơi rất là dài đây và hiện tại thì APH cũng đang có một cái cái tín hiệu cái tín hiệu kỹ thuật này thì sẽ phải chờ đánh giá thêm tức là mô hình với kép ở đây các anh chị đó nó đang test mô hình với kép và mô hình v kép này thì chúng ta có đã có phân tích ở vùng 24 đến vùng 25 đây là cái thời điểm mà ủng khuyến nghị uh, trong tim cũng đã bắt để chém cá ở trên thớt và hiện tại thì nó chạm về vùng kháng cự 31 ở đây, đó là vùng tương đối là mạnh. À, tuy nhiên trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có một cái cái tín hiệu gì đó nó khởi sắc hơn. Đó. Khi mà thị trường uh, cổ phiếu này đã bắt đầu uh, xuất hiện những phiên uh, giao dịch khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đây là một cái tín hiệu tốt. Và với cái tín hiệu này thì cũng có thể kỳ vọng APH ở trong nhịp này nó sẽ đánh về lại được quanh khoảng vùng 35 đến vùng 36 đây, tức là cái cái nón ở bên này. Đó thì chúng ta đưa cái nón sang đây như vậy là nhịp này thì đang kỳ vọng đối với APH là như vậy cổ phiếu NH thì chưa được nói chung em này đang nhì nhằng lắm em này thì đang khá là nhì nhằng nói chung là ở quanh vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 ở đây 31 nhịp vừa rồi nó đánh lên được vùng 34 lại chỉnh Đó. nhịp này thì khả năng lại lên vùng 34 lần hai vậy thì đảo ngắn ngắn thôi. Đó. Cổ phiếu Baona hiện tại cũng đang ổn các anh chị. À, sau một cái nhịp mà 17 năm đến vùng chín ở đây. Đó và sau đó nó long lên và cái nhịp long lên này thì uh, nó đã quay trở lại test cung kỹ thuật ở quanh vùng 18.5 đến vùng 19 theo quan điểm kỹ thuật cùng như vùng này là rất là ok. Đây là vùng mà uh, các tài khoản nó ba Baona có thể canh để gom thêm hướng về vùng kháng cự 21 đến khoảng vùng 21.5 ở một số các cái mã cổ phiếu khác chúng ta phân tích cổ phiếu NAF. Đó thì đối với NAF ở trong cái thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang bám sát theo ở trên những cái góc độ ví dụ như là góc độ đây đó là chúng ta thu gom dài và những cái vùng thu gom kỹ thuật thì có phân tích vùng 20.5 vùng 21 đó vùng trên này đừng có gom vùng thấp thấp này này vùng trả cung này rồi bây giờ nó đang nó NAF cũng đang đứng trước một cái 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 ngưỡng lịch sử đó đó là nó có thể break vùng 24 cộng không thì hiện tại là chưa break được và nó có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 22 như thế này tương, đối đẹp lực cầu thì đã bắt đầu được đẩy chưa cũng chưa lực cầu như này chưa ổn lực cầu nó phải tầm trên một triệu triệu rưỡi đến khoảng tầm 2 triệu đó khi bắt đầu có những cái lực cầu này thì NF sẽ đánh và nhìn về 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 về, về chạc kỹ thuật như này thì thì rất là ok rồi các anh chị đó nó chỉ cần break vùng 24 cộng thôi thì như vậy là chúng ta đã thu gom hết rồi đó những cái vùng hỗ trợ thấp này là chúng ta đã có một cái bài toán chúng ta thu gom rồi thì cổ phiếu bắt đầu chạy thì chờ ngày để chúng ta chốt thôi chúng ta đâu có phải vội vàng để chúng ta đua theo đúng không ạ bốt bốt ở thời điểm hiện tại cái con bốt này là cổ phiếu đầu cơ các anh chị nhé à, đầu cơ nó nó thiên về cái thiên hướng đầu cơ chính vậy nên là chúng ta lưu ý Uh, bốt thì bây giờ chỉ chờ break vùng 18 thôi và được vùng này thì khi nào chúng ta nói đến các target cao hơn hướng lên vùng 22 DVG DVG như vậy là trong tuần vừa qua thì nó cũng chưa thể break được uh, đúng rồi chưa thể break được vùng 15 và nó đang lùi về thủ cung ở đây thì không sao cả vùng 13 13.5 đây là vùng hỗ trợ vùng này là nhặt rồi lên đến uh, lé té lên này 15 lại xả bớt đi đó như vậy là nếu mà nó đánh ở trong một cái biên ngắn như này tạm thời như vậy còn uh, dvg thì nó phải um, phải chờ một cái tín hiệu nó khởi sắc hơn để khi nào mà nó 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 đánh được như như một cái cái nhịp về bên này này đó thì nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là khả năng là nó cũng sẽ có một cái nhịp đánh tươm tươm ở đây <laughs> Ờ, cổ phiếu ITD ITD thì trong tuần vừa qua nó đã có những điểm test kỹ thuật uh, theo như dự báo đúng không các chị? Đó là quanh vùng 16.5 và nó đã công lại vùng 18 và có 3 phiên công nhưng mà vẫn công chưa thành. Uh, tuy nhiên với cái góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì ITD cũng hoàn toàn có thể công vượt thủng vùng 18 và chúng ta vẫn đang hướng về target ở vùng 20. Target này thì vẫn đang là target mục tiêu của cổ phiếu ITD. Cổ phiếu ICT <laughs> ICT thì em này nó đánh khoảng tầm 3-4 phiên thôi là nó đủ target và với quan điểm kỹ thuật thì con này là 19.7 này Biên 20-20.3 nó là vùng hỗ trợ thì chúng ta mua à, Chúng ta đừng có mua xanh à, Mua xanh như này là chúng ta dính trưởng này Đó dính trưởng luôn Bạn thì hiện tại đang có cái thông tin chia Và nếu như anh chị em nào mà chúng ta mà cầm để mà chúng ta mua cổ phiếu chia thì cũng được Uh, ngắn hạn thì bang có hỗ trợ vùng 30, 30.5 và vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 34. Vùng 31.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật, khả năng thì uh, nhịp này sẽ có những điểm test cung lại quanh vùng 31.5, vùng này thì có thể cân đo đong đếm thêm. nó lên đến vùng vùng này thì chốt tạm, còn nếu không thì cầm để chúng ta chờ chia <laughs> uh, nhóm ngành cổ phiếu Viettel uh, cũng là một cái nhóm ngành nó liên quan đến điện tử, công nghệ viễn thông và hiện tại thì nó cũng đang có những cái Uh, Trang kỹ thuật uh, rất là đẹp và ba mã cổ phiếu Viettel uh, được uh, phân tích khuyến nghị đầu tư, đó là mã cổ phiếu VTP thì VTP thì các anh chị đã quá am hiểu với uh, những cái điểm mùng phân tích đánh kỹ thuật của nó ở đây đúng không các anh chị? Quanh vùng 64 đến khoảng vùng 65. Hiện tại thì uh, nó đã cán vùng target 80 và đây nó đang có uh, một tuần, nói chung là một tuần mà nó test tích lũy như này rất là đẹp. Nó không thủng vùng 80, cùng lắm thì nó sẽ ở có cho phép ở vùng 78.5 nhưng gần như trong tuần vừa qua nó không không xuống đến được không xuống được 78.5. Và nhìn về mặt ý đồ như thế này thì chúng ta sẽ có target vùng 85 và xa hơn sẽ là vùng 90. Mã cổ phiếu thứ hai liên quan đến nó về theo đó là cổ phiếu VGI. Thì uh, VGI khả năng nhịp này cũng là đánh thật rồi, không phải đánh 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 đánh, đánh trận giả nữa. Đó. Vùng 31.8 đến vùng 32.3. Gom, sau đó thì nhịp hai ở tuần này nó đang trả lại cung nhịp 2 và nhịp 2 đó là vùng 34.5 vùng 35 đang tương đối là ok rồi với ý đồ kỹ thuật như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là em này sẽ hướng đến vùng target 38 có break được 38 hay không thì chờ thêm để ông đánh giá CTR cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư điểm mua break đây ví dụ này CTR. thì CTR là nó Uh, chấp nhận chấp nhận điểm mua bờ rich 888990 nó từ ngày khoảng ngày 22 tháng 2 tại thời điểm đó thì bắt đầu nhìn thấy được những cái tín hiệu kỹ thuật khi mà cổ phiếu này ở break những cái vùng kháng cự và nó sẽ có những cái điểm tả cung lại quanh vùng 95 đến vùng 96 đây nó sẽ là những cái vùng mà mà chúng ta thu gom chúng ta bắt dần hiện tại Uh, nó đã đạt được target 101.5 sau đó nó đã đạt được target 107 và đang hướng về vùng target 115 khá là đẹp đi đâu xây chắc thì nó và nó đi khá là chậm rãi nó đi khá là chậm rãi như này thì cũng khá là tốt đó và vẫn hướng về target vùng 115 rồi bây giờ thì mình sẽ đi uh, phân tích uh, một cái nhóm ngành đó là mã cổ phiếu một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành đầu cơ nhóm ngành PEN và họ cổ phiếu FLC thì một số các anh chị em có comment ở bên dưới phần bản tin Đó, có tranh luận về vấn đề là uh, cờ bạc rồi có tranh luận về uh, vấn đề cổ phiếu penny hay cổ phiếu đầu cơ hay là vân vân và vân vân thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng cổ phiếu penny hoặc cổ phiếu đầu cơ là những cái mã cổ phiếu không có tính cơ bản là cái ý thứ nhất chúng ta phải khẳng định như vậy cái ý thứ hai là với những cái nhóm ngành này ấy, thì chúng ta mua như thế nào để chúng ta hiểu được. Tức là ví dụ trong cái danh mục của chúng ta là chúng ta có 100 triệu. Ok thì chúng ta có thể sử dụng khoảng 20 triệu, thứ 20 đến 30% cho những cái mã cổ phiếu đầu cơ. Đó, chứ không phải chúng ta dùng hết, đúng không anh chị? Là cái ý thứ hai. Cái ý thứ ba là chúng ta nói ở đây là gì? Cổ phiếu đầu cơ hay cổ phiếu đầu tư hay cổ phiếu cơ bản thì mẫu chốt cuối cùng của chúng ta là có lãi hay không có lãi. Thì đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì cũng đã không phải cổ phiếu nào chúng ta phân tích chúng ta phân tích những mã cổ phiếu có vôn cổ phiếu có vôn những cái cổ phiếu mà giao dịch ví dụ như cổ phiếu vhg chúng ta ví dụ đây vhg vhg ví dụ như vậy thì đây là đây là một cái mã cổ phiếu có vôn các anh chị có vôn và một ngày nó cũng có khoảng tầm độ cá biệt thì có 15 triệu cổ phiếu được giao dịch mà không cá biệt thì cũng 7-8 triệu cổ phiếu được giao dịch như vậy thì 7-8 triệu đó nó cũng đại diện cho một cái lớp nhà đầu cơ nào đó họ cũng cần những thông tin để tham khảo ok họ cũng cần có những cái thông tin tham khảo về những phân tích những mã cổ phiếu penny họ cũng cần có những cái thông tin tham khảo về đâu là hỗ trợ của penny đâu là kháng cự của penny à, nó cũng giống như những anh chị em chúng ta đầu tư nhóm banh hay cũng giống như anh chị em của chúng ta đầu tư những mã cổ phiếu cơ bản khác vậy thì họ cũng cần thông tin và họ cần thông tin thì ông lê vẫn phân tích ok và trong cái quá trình chúng ta phân tích đó chúng ta chọn đọc ra tôi không đánh đầu cơ ok tôi đứng sang một bên tôi không đánh mã cổ phiếu chứng khoán ok tôi đứng sang một bên tôi không đánh mã cổ phiếu banh ok tôi đứng sang một bên đó, khi nào thấy à ông này ông phân tích à đúng trở đường của tôi rồi tôi đánh mã cổ phiếu bất động sản à đúng trở đường của tôi rồi tôi nhảy vào đó, hoặc là à tôi ông phân tích cổ phiếu ngành viettel hay rồi ok tôi thường xuyên đánh viettel tôi thấy ông phân tích như vậy là rất là hay rất là hợp lý tôi rồi tôi nhảy vào tôi chiến đó tức là người ta đánh cổ phiếu penny người ta cũng cần thông tin tham khảo ok vậy thì mình không đánh penny ok mình đứng sang một bên sẽ cần có sẽ có những anh chị em sẽ có những người họ cần thông tin tham khảo về cái đó thì chúng ta không có tranh luận về câu chuyện là um, um, phân tích penny hay phân tích vân 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 đó thì quan điểm của hùng như vậy đó ví dụ cổ phiếu flc đó flc xin xin báo cáo với anh chị <laughs> là bình thường á nó cũng có đến khoảng tầm đây các anh chị là nhìn cái vô này, bình thường nó khoảng tầm 2324 triệu giao dịch trung bình trên một phiên. Ok như vậy là người ta vẫn có cung, vẫn có cầu, vẫn có những người cần phải tham khảo cổ phiếu FLC Đúng không các anh chị? Chứ đâu phải là 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 người ta không cần đâu. Đó thì cái câu chuyện như vậy chia sẻ như vậy để chúng ta có một cái góc nhìn nó ok hơn, happy hơn đúng không các anh chị? Rồi, chúng ta nói nhanh họ cổ phiếu FLC nói chung là sau vụ anh quyết bị bắt thì FLC bị ép sàn. Và trong phiên ngày hôm nay thì FLC cũng đã có một cái sự giao dịch tương đối tốt với gần 100 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, 100 triệu cổ phiếu được khớp lệnh như vậy là một cái, cái, lực bắt tương đối là tốt. <laughs> thì nó cũng chạm về đây. Cái nhịp này là FLC bị uh, bị ép sàn liên tục khi mà anh quyết bán chui cổ phiếu. Và cái nhịp này thì anh quyết bị bắt, chính vậy nên là nó cũng bị ép sàn về đến tận đây và ngày phiên ngày hôm nay là một phiên giải cứu. <laughs> Nhìn chung thì uh, <laughs> ở năm Tháng 2 tuần tới chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá của FLC ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.3. Ở cổ phiếu thứ hai liên quan đến họ này đó là cổ phiếu Rốt. Thì phát cũng như vậy. Nhịp này nó bị ép sàn và về chạm về đến vùng chạm vùng 6.6 đến vùng 7. Vùng này là Hùng Lê bắt đầu tiếp cận lại cổ phiếu Farod để đưa nó lên target 9. Đó, từ vùng 6 mà lên vùng target 9. Như vậy là cũng ngon rồi. Thậm chí là 9+, cộng. còn nhịp này thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy Về đây thì uh, bắt đầu có một cái lực bắt Thì cái lực bắt này chúng ta cần phải đánh giá thêm Đấy, Đấy. một phiên nó chưa nói lên được cái cái yếu tố kỹ thuật đâu các anh chị Nó sẽ đánh giá thêm Và trong uh, tuần tới thì uh, Rốt sẽ có ở khoảng quanh vùng 6.3 đến khoảng vùng 6.5 <laughs> Nó xây lại nền các anh chị ở cổ phiếu AMD, AMD thì phiên ngày hôm nay cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó bắt uh, tương đối tốt thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, AMD trong nhịp cũ là chúng ta có nói đến uh, vùng 5 Nó chạm đến vùng 5 thì bắt đầu có một cái lực giải cứu uh, tương đối là tốt ở đây và bắt đầu AMD bắt đầu phục hồi. Thì ngay khi mà uh, nhóm này phục hồi thì cũng đã có tiếp cận và đưa được lên target ở vùng 7. Nhịp này thì uh, ở phiên ngày hôm nay thì AMD cũng đã chạm 5, tức là chạm về vùng hỗ trợ đây và đã có một cái phiên bắt uh, tương đối là mạnh và với lực bắt của phiên này thì phiên ngày thứ hai tuần tới chúng ta sẽ có đánh giá thêm đối với em này ở khoảng quanh vùng đây các anh chị 5.35 AMD. Cổ phiếu 2 <laughs> cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đây hai chạm nhịp này thì bắt đầu được giải cứu và đến đây. Thì hai cũng bắt đầu xuất hiện một cái lực bắt tương đối là mạnh và trong phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu này cũng đã đảo chiều xanh ở quanh vùng 5 và với việc đánh tốt trong phiên ngày hôm nay thì thứ hai tuần tới chúng ta có thể đánh giá lại ở quanh vùng 5.3 đối với mã cổ phiếu hai Cổ phiếu KLF. KLF thì nó đạp hơi thủng so với cái nhịp mà bị bị bị, bị bán chui ở đây. vùng 5, tất nhiên đến vùng 5 thì bắt đầu cũng đã xuất hiện một những cái lực bắt ở đây các anh chị này, đó, bắt đầu lực bắt. Và phiên ngày hôm nay thì nó bắt gọi là bắt bắt cật lực luôn, tức là bắt bắt giáp luôn. Đó, vậy thì với lực bắt giáp như thế này thì cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là bắt đầu từ đây thì cổ phiếu bắt đầu có thanh khoản này, bắt đầu ổn định này. Và có thể là sau phiên mà tăng kịch trần như này thì phiên ngày thứ hai nó có thể test lại khoảng quanh vùng 5.2, 5.2 đến khoảng vùng 5.3. Đó. Rồi cổ phiếu AR cũng trong cái họ này. Thì đối với AR phiên ngày hôm nay nó cũng được giải cứu ở đúng vùng 9.7. Nó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Và với lực bắt này thì nó cũng chưa chạy ngay được đâu. Nó sẽ có những cái điểm hồi lên và sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test cung lại, khả năng là sẽ test lại quanh 10. Và từ vùng 10 này thì cũng sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm một cái lực phục hồi của Hà ở đây. Cổ phiếu ART ART <laughs> ART thì cũng bị đẩy hơi sâu đẩy sâu hơn so với cái điểm 9 ở đây và trong phiên ngày hôm nay Thực ra là lực bắt thì nó đã bắt đầu từ vùng 9 rồi nhưng mà nó vẫn bị nhún thêm một phiên nữa đó à, lực cầu vẫn tương đối tốt tức là ba phiên gần đây là bắt đầu từ vùng 9 nó bắt đầu có cái lực bắt đáy khá là ổn rồi thì đây là dòng tiền lớn người ta bắt chứ không phải là nhỏ lẻ dám nhảy vào bắt đâu và với việc bắt như này và một cây nến rút chân lên như này thì art cũng có thể kỳ vọng bắt đầu có những cái tín hiệu phục hồi lại từ vùng tám như vậy là họ cổ phiếu flc thì trong phiên ngày hôm nay về cơ bản là tốt rồi nó đã bắt đầu hấp phụ hết xong những cái thông tin bắt bớ và nó cũng đã có cái sự chuyển dịch quay trở lại ok anh chị rồi chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu penny tiếp theo vhg một số các cái mã cổ phiếu nữa rồi hùng sẽ đi phân tích thị trường chung VHG phiên ngày hôm nay cũng có một cây nến rút chân khá là đẹp Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở quanh vùng 8.6 đến khoảng vùng 9 ở Vùng này có thể canh thu gom thêm và về đến vùng 11.5 vùng 12 có thể canh chốt bớt tạm thời như vậy Cổ phiếu HKC trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng Đã có mức lực bật tương đối là mạnh Sau khi nó chạm vùng kháng cự thì ai cũng hiểu và ai cũng biết rồi đã có phân tích cái vùng kháng cự khá là mạnh đây của vùng 10.5 vùng 11 và chạm vùng này thì nó đang bị chỉnh lại à, vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn chúng ta có nói đến vùng 8.3 8.5 phiên ngày hôm nay thì có thủng vùng 8.3 nhưng kết phiên như này là tạm tạm ổn rồi tạm đẹp <laughs> tuần tới thì uh, SQC có thể trả cung lại quanh vùng 8.5 chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, OGC như vậy là rất là khỏe nhìn chung thì OGC đánh như thế này thì cũng không biết là chạy đến đâu nữa đâu ở trong tuần nó đã sau khi mà nó break vùng 17 thì nó đã test lại vùng 17 này và như thế này thì 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 là cái cái xu hướng tiếp diễn của OGC là sẽ tiếp tục kéo đang sẽ hướng về khoảng quanh vùng 22 ở cổ phiếu JVC như vậy là JVC ở đây nó có vùng kháng cự đây rồi Đấy và bị chốt này chốt xong thì bây giờ nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây đó là quanh vùng 11.5 ở phiên ngày hôm nay có hồi nhưng ngày mai khả à, thôi thứ hai tuần tuần tới có khả năng nó sẽ trả cung nó sẽ xây lại ở quanh vùng 1.5 sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo cổ phiếu uh, DLG <laughs> DLG chạm hỗ trợ kỹ thuật rồi các anh chị đây uh, chạm vùng 7 đến vùng 7.2 rồi bắt thôi vùng này bắt và lên đến vùng 8 lại bán tạm vậy Đoán tạm ờ, Cổ phiếu TTF Hiện tại thì đang có vùng hỗ trợ cơ mười 16 và vùng kháng cự đây vùng 18 Nói chung nó đi được trong biên này thì cứ cầm thêm hai mã cổ phiếu gỗ thì hiện tại thì Như vậy Rồi còn những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị em Có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của các bản tin tuần Thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để có thể trả lời cho các anh chị em ở phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ nhìn nhận và chúng ta sẽ đánh giá lại một số các cái kịch bản phân tích trong tuần vừa qua thì các anh chị có thể xem lại bản tin ngắn để chúng ta hiểu được trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta đã có những cái biến động như thế nào đúng không anh chị và trong tuần vừa qua thì như phần đầu bản tin thường có nói rồi đó là thị trường cũng đã trải qua rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc đó là cái cung bậc cảm xúc thất vọng và chán trường và thậm chí là mọi người hoang mang đó thì chính vì vậy nên là vì cái sự hoang mang đó nên hùng mới làm cái bản tin ngắn ở chiều ngày thứ hai để chúng ta đánh giá cái gì chúng ta đánh giá rằng là thị trường của chúng ta đang có ở những cái ngưỡng khá là đẹp ở vùng 1 lăm điểm đó là những cái vùng mà rất cần đáy rồi thậm chí là chỉ có còn cái vùng 1468 ở đây thôi vậy thì khi thị trường đã chỉnh về đây rồi thì thôi không bán nữa chúng ta hạn chế bán cổ phiếu và kể từ đây thì, uh, thì thì, thì thì index của chúng ta đã bắt đầu phục hồi và sau đó thì Hùng có đánh giá thêm vùng 1485 điểm là vùng hỗ trợ trong các bản tin tuần đó ví dụ thay thớt là 1485 chẳng hạn ví dụ thế thì nó sẽ có thêm ví dụ phiên giao dịch của ngày thứ ba đấy à, thì hàng tuần thì à, xin lỗi cả nhà hàng ngày thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá rất là quan trọng về 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 các cái các cái kịch bản về thị trường chung đó và ông sẽ có thêm những cái đánh giá hỗ trợ về mặt kỹ thuật của VN30, của phái sinh rồi của các cái chỉ số index. Rồi sau đó chúng ta có thêm những cái đánh giá về nhóm ngành, ví dụ như vậy than thép gỗ vân vân và vân vân thì đấy là những cái thông tin mà nhẽ ra những cái này thì cũng sẽ chuyển hóa thành các cái bản tin ngắn nhưng mà không thể có thời gian để mà làm bản tin ngắn như vậy thì thay vì cái việc đó thì mình chỉ có uh, diễn giải bằng lời. Đó, diễn giải bằng lời như thế này thôi và với những anh chị em mà về đồng hành cùng team Mùng Lê thì sẽ nhận được những cái bản bằng lời đó và chúng ta sẽ đọc, học hiểu. Rồi và trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta cũng thị trường của chúng ta cũng đã đi qua những cái ngưỡng ngưỡng cửa rất là hẹp đúng không anh chị để có thể có được một cái phiên giao dịch ngày hôm nay đó. Ví dụ đây thì cái thời điểm đó là phiên giao dịch của ngày 28 kết thúc tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta đã có những cái phân tích ngắn ngắn gọn như vậy. Thị trường tạo đáy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến tuần tới tuần tới thì chúng ta sẽ uh, sẽ sẽ nhìn nhận thị trường chung ở trên những cái góc độ kỹ thuật như thế nào uh, thì thứ nhất ở đây thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là tuần tới thì VN30 đang tiệm cận lại cái vùng 1545 điểm, 1550 điểm ở đây. Đấy sẽ là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Uh, và maximum ở khoảng vùng 1560, đấy là vùng kháng cự cực kỳ mạnh của VN30 nếu kéo. Uh, và cái câu chuyện là để mà kéo được lên được những cái vùng này thì theo những quan điểm kỹ thuật cùng lên thì VN30 sẽ nhả cung và những cái điểm nhả cung kỹ thuật của nó có thể tính toán ở quanh vùng 1520 đến khoảng quanh vùng 1525 điểm ở đây. Tuần tới thì với có thể là cái đà hưng phấn thì nó sẽ kéo luôn, nó sẽ kéo luôn một hai cây nến ở đây nữa. Nó lên vùng 145 đến khoảng 1550 ở đây thì nó sẽ chỉnh cung. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng đây. Uh, cái vùng uh, vùng mà đương đầu ở trong tuần tới cái vùng kháng cự rất là mạnh ở vùng 1535 đến vùng 1540 của chỉ số phá sinh ở đây chúng ta lưu tâm và để lên được cái vùng này thì thị trường khả năng là phá sinh cũng sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở quanh vùng 1515 hoặc là 1 một năm một ở đây đó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở đây và chúng ta nhìn thấy rằng đây cái vùng cản của phái sinh rất là mạnh ở đây là vùng 1535 đến vùng 1540. Như vậy tuần tới sẽ là cái tuần mà gần như đó, đây là một 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 bốn một năm bốn năm một năm năm mươi của VN30. Còn đối với của phái sinh là vùng 1535 1540 ở đây sẽ là những vùng cản. Đồng thời nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây. À, đối với chỉ số index, đối với chỉ số index ở đây thì anh chị em có thể nhìn ở đây. <laughs> Uh, về quan điểm kỹ thuật thì index sẽ có những cái điểm test kỹ thuật uh, lại ở quanh vùng 1505 hoặc là quanh vùng 1500 điểm ở đây. Uh, theo đà hứng phấn thì tuần tới có thể kéo lên vùng 1520 điểm luôn. Đó và khi lên đến vùng này thì thị trường khả, khả khả năng thì sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung test cung kỹ thuật. Đó và khi mà thị trường chung giữ được ở những cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật này thì đấy cũng sẽ là những cái tín hiệu rất là khả quan, rất là sáng của thị trường. À, nhìn chung thì vùng kháng cự mạnh của index vẫn là vùng 1520 điểm à, khỏe hơn mà kéo tiếp thì nó sẽ lên ở vùng 1530 đó vậy thì tuần tới sẽ là những cái vùng hội tụ kỹ thuật rất là mạnh ở đó thì các anh chị có thể lưu ý à, rồi và chúng ta có thể nhìn lại ở trên góc độ kỹ thuật đến ngay đó góc độ kỹ thuật đến này thì hùng đã có chia sẻ rồi không um, Hùng có chia sẻ với tất cả anh chị em ở trên team và có gửi sang team cộng đồng đó chúng ta có thể nhìn lại ở góc độ kỹ thuật của VN30 ở trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cái vùng 1455 điểm đến vùng 1460 điểm của VN30 đó, nó đã trụ rất là tốt ở trong cái thời điểm vừa qua và cái vùng kháng cự mạnh ở đây các anh chị có thể nhìn ở đây đây nhá sau một nhịp lâu nó mạnh thì đến cái vùng này nó bắt đầu đồ này đó và các anh chị nhìn dập dình dập dình ở đây trong cái thời gian vừa qua gần như nó không thể break được và nó mắc ở maximum của cái cái chỉ số vn30 hiện tại theo quan điểm cuối thuật cùng là 1570 đây thì có thể tuần tới nó sẽ chạm nó đã chạm đến cái vùng vùng kháng cự này và chúng ta sẽ đánh giá thêm nó còn đối với chỉ số uh, Index uh, chỉ số phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy đây ở uh, vùng kháng cự rất mạnh của thị trường đó là vùng 1.4 1.000 bao nhiêu ạ 1. 1440 đến vùng, vùng 1550 điểm đây và gần như trong uh, tất cả những cái nhịp công cái vùng kháng cự này thì chỉ số phái sinh của chúng ta đều thất bại và song song việc đó thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó ở vùng 1440 đến vùng 1445 năm của, của phá sinh ở đây đó vậy thì như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như tuần tới đó, cái cái dư địa để mà thị trường công cái vùng này là rất là gần rồi nên chúng ta sẽ hạn chế hạn chế những cái điểm đua tốc độ ở trên này đó để chúng ta tránh những cái rủi ro và chúng ta canh những cái điểm mà chúng ta có À, có gì ạ? có 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 lợi nhuận rồi thì lên đến cái vùng này chúng ta nên chốt bớt và chúng ta đưa một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu nó là hợp lý còn đối với chỉ số index của chúng ta ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đó như vậy là tuần tới thì index của chúng ta sẽ tiệm cận về cái vùng 1 điểm ở đây đó cũng là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh đó và từ cái vùng 1.515 16 điểm trăm điểm mà kéo lên khoảng vùng 135 điểm như vậy là nó cũng còn khoảng tầm độ 15 20 điểm thôi. Như vậy chỉ có 1 2 1 đến 2 phiên kéo trụ là thị trường ngay lập tức nó sẽ chạm về vùng kháng cự này. Đó. thì khi mà mà đạt lên được những cái vùng kháng cự ở quanh vùng 1535 34 1534 35 36 ở đây. Thậm chí là có thể có những phiên trong phiên đó nó kéo dốc lên và nó bị chốt ở đóng phiên thì nhìn về cái thế trận Guynex thì có khả năng nó nó có khả năng trên 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 biểu đồ đến ngày thì có khả năng sẽ công lại được ở quanh vùng 1535 đến khoảng vùng 1540 điểm. Đó. Thì đấy sẽ là những cái vùng kháng cự rất mạnh mà chúng ta lưu tâm. Như vậy thì chiến lược uh, giao dịch ở trong tuần mới thì chúng ta cũng sẽ không nên đuổi mua xanh và quan điểm với tuần cùng đó là gì? Chúng ta có những cái vị thế tốt thì chúng ta tối ưu chúng ta sẽ canh chốt bớt uh, những cái vị thế khi mà thị trường công những cái vùng kháng cự mạnh rồi bản tin tuần đến đây là hết Chúng lê xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản tin tiếp theo